Em chào cả nhà mình ạ, chào mừng cả nhà mình đã đến với bài livestream của shop em chiều tối ngày hôm nay nha. Và trong livestream chiều tối ngày hôm nay đem đến cho cả nhà mình rất là nhiều mẫu đầm sale rẻ luôn. Đó, chị đâu chưa có thì mình tranh thủ đặt hàng thật là sớm và đem tư vấn về chị hàng chờ size cho cả nhà mình luôn nha. Rồi bây giờ mẫu đầm đầu tiên em đang mặc trên người, mã sản phẩm là DA1355 nha cả nhà. Đầm đầu tiên em đang mặc trên người, mã sản phẩm là DA1355. Đầm này cổ tim nè, phần eo có đính đá nha. Tay lỡ lỡ cho mình luôn. Rồi, hai lớp một túi khóa kéo phía sau. Mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm là DA1355. Bây giờ chị nào chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm và đem tư vấn và chờ hàng chữa sai cho cả nhà mình luôn. 1355 kèm số điện thoại cho em nha cả nhà. Để em chờ chị Yến Nguyễn cho cả nhà mình mới vô. Vô livestream với em cả nhà ơi. Đó, chị khách nào hiện tại vẫn còn đặt hàng được thì mình cứ việc đặt hàng nha cả nhà. Hiện tại bên em sale rất là rẻ luôn. Chị nào chưa có tranh thủ đặt hàng thật là sớm, anh em tư vấn và chờ hàng chữa sai cho cả nhà mình luôn nha. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là DA1355 nha cả nhà. Đầm đang mặc trên người, mã sản phẩm 1355. Đầm này cổ tim nè, có phối cho cả nhà mình đính đá ngay cái phần eo, tay phồng nha, bo eo dáng xòe, một lớp kèm hai lớp kèm thêm cái túi khóa kéo phía sau. Em cho chị Phan Thúy à, chào cả nhà mình mới vô. Rồi cả nhà mình mới vô chấm bài tương tác cho em nha. Đồng thời mình chia sẻ bài like trước khi đặt hàng nha cả nhà ơi. Vô săn đầm xe với em liền các chị ơi. Rồi bây giờ mẫu đang mặc trên người 1355, 129.000 đồng sale luôn. 129.000 đồng sale luôn cả nhà ơi. Mẫu đang mặc trên người 1355 sale luôn, còn 129.000 đồng, 129.000 đồng sale luôn. Chị khách nào chưa có đồng này đặt hàng sớm em chào chị Thúy Bình nè, chào cả nhà mình mới vô nha. Rồi bây giờ mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1355. Chị khách nào chưa có đồng này của em thì mình đặt hàng thật là sớm, em tư vấn và chị hàng chờ size luôn. Mã số sản phẩm với số điện thoại cho em là được. Dạ em chào chị Châu Hồ ạ. Hiện tại vẫn còn like cả nhà ơi, vô coi livestream với em cho vui nha cả nhà. 1355 em sale luôn nha. 129.000 đồng, 129.000 đồng mẫu đang mặc trên người. Chị nào chưa có đồng này của em thì mình đặt hàng sớm cho em 1355 với số điện thoại hai lớp luôn, kèm thêm cái túi khóa kéo phía sau. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem mẫu đầm khác nữa nha. Xe rẻ cho cả nhà mình luôn, với mức giá chỉ từ 99.000 đồng thôi. Em chào chị Trang Nguyễn cho cả nhà mình mới vô. Rồi đầm đang mặc trên người, mã sản phẩm 1355 nha cả nhà. Đầm em đang mặc trên người, mã sản phẩm 1355. Chị khách nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm luôn là 1355 với số điện thoại đặt hàng liền bên em tư vấn và chị hàng chờ size. Rồi 1355 với số điện thoại nha cả nhà ơi. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái em đầm khác nữa nha. Chưa có đầm nào của em thì mình đặt hàng thật là sớm, bên em tư vấn và chờ hàng chữa size luôn. Rồi đây, thay thêm cho mình xem một cái em đầm khác. Mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là DA1334 cả nhà nha. Rồi đây bây giờ mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm 1334. Hôm em chốt đơn cho cả nhà mình luôn, giá chỉ có là 99.000 đồng thôi. Rồi, em đang mặc trên người 1334, em chào chị Hồng Khoa. Thấy bài like của em rồi, vô like chấm bài tương tác cho em cái nha cả nhà. Chị nào vẫn còn đặt hàng được thì mình cứ việc comment đặt hàng nha. Còn nếu như mà mình hiện tại không có đặt hàng được nữa thì mình vô coi like với em cho vui nha cả nhà. Đó, chia sẻ livestream với em nha. Đây, bây giờ em sẽ lên cho mình em đầm này, em sale luôn 99.000 đồng ha. 99.000 đồng em sẽ có cho cả nhà mình là hai màu để các chị mình dễ dàng chọn lựa luôn. 1334 là mẫu em đang mặc, 1335 là mẫu em đang cầm. Em chốt sale đồng giá luôn 99.000 đồng cả nhà ơi. 1334 là mẫu đang mặc, 1335 là mẫu đang cầm. Em sale đồng giá luôn 99.000 đồng. Rồi 99.000 đồng em chào chị Lê Thương nha. Chị nào chưa có tranh thủ đặt hàng thật là sớm, bên em tư vấn và chờ hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn nha. Mã số với số điện thoại em tư vấn chốt đơn hàng cho cả nhà mình luôn. Rồi tranh thủ đặt hàng thật là sớm, em tư vấn và chờ hàng chờ sai nha cả nhà ơi. Mã số với số điện thoại cho em là ok cả nhà ơi. Rồi tranh thủ nha cả nhà. 1334 là mẫu đang mặc, 1334 là mẫu đang mặc, 1335 là mẫu đang cầm. Đồng giá luôn 99.000 đồng. Đồng giá luôn 99.000 đồng, 40-50kg và eo tối là eo tầm 70 đổ về ha. Chị nào chưa có thì mình đặt hàng thật là sớm, bên em tư vấn và chờ hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn. Mã số với số điện thoại cho em là ok luôn các chị ơi. Rồi tranh thủ đặt hàng sớm đi dùm em. 1334 là mẫu đang mặc, 1335 là mẫu đang cầm. Đồng giá cho cả nhà mình luôn với mức giá chỉ có là
99.000 đồng thôi. Rồi 99.000 đồng thôi cả nhà ơi, nhanh tay đặt hàng thật là sớm. Bên em tư vấn và chị hàng giờ xanh, chào chị Nguyễn Duyên nha. Chị Hiền Phan có đơn hàng của chị Hiền Phan, chào chị Quân Vũ luôn. Rồi tranh thủ nha cả nhà ơi, 99.000 đồng. Chị có giá tiền là 99.000 đồng thôi, 44 kg chị mặc vừa nha. 1334 là mẫu em đang mặc, 1335 là mẫu đang cầm. Rồi đồng giá luôn 99k. Bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm nha cả nhà, mình cùng xem mẫu đầm khác nữa. Mình ưng ý cái đầm này của em cứ việc comment đặt hàng thật là sớm, bên em tư vấn và chị hàng chờ size luôn. Đó, để lại comment cho em là mã số sản phẩm kèm với số điện thoại, bên em tư vấn chốt đơn hàng luôn nha. Đó, chị có giá là 99.000 đồng. Rồi bây giờ lên cho mình cái đầm này đi, tay phòng phòng này dễ thương nè cả nhà. Sale luôn 139k nha, em chào chị Lành Lê luôn. Rồi mấy cái đầm này chắc mấy chị khác quen em mà có hết trơn rồi đúng không? Nhưng mà chị nào á mà mình mới vừa biết đến với shop em đó, mình vẫn có thể đặt hàng thì mình cứ việc comment đặt hàng đó. Còn nếu như mà mình đã có rồi hay là mình không đặt hàng được á thì mình ở lại đây coi với em cho vui nha cả nhà, chấm bài tương tác rồi chia sẻ like cho em nha cả nhà ơi. Em đang mặc trên người 1334 99.000 nha cả nhà, 99.000 đồng ha. Chị nào chưa có đầm này đặt hàng sớm đừng quên chia sẻ live stream giúp em nha cả nhà, mình chia sẻ giúp em 3 lần lên tường vào nhóm và để với chế độ công khai nha. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm cho em 99.000 đồng nha cả nhà ơi, 99.000 đồng rất là đẹp luôn, chất liệu vải lụa mango nha cả nhà ơi. Bây giờ em sẽ thay tiếp cho cả nhà mình cùng xem một em đầm khác nữa. Ân đầm nào đặt hàng thật là sớm nha, em tư vấn và chờ hàng chờ size luôn. Rồi bây giờ mẫu của em đang mặc cho người, mã sản phẩm là DA1385 ha. Tiếp tục đầm em đang mặc cho người, mã sản phẩm là DA1385. Chị nào chưa có đầm này đặt hàng sớm em sale luôn còn 139.000 đồng thôi. Rồi em sale luôn cho mình còn 139.000 đồng thôi cả nhà ơi, mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm là DA1385. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm 1385, chị khách nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em là 1385 với số điện thoại cho em là ok cả nhà ơi, 139.000 đồng ha. Đầm này thiết kế ra cổ thuyền nè. Đó, cả nhà mình thích để cổ thuyền như vậy cũng được. Mình thích chỉnh thành cái cổ để nó chỉnh thành cỡ đẹp vai cũng được luôn. Rồi tay phòng phòng nha, bao eo dáng đầm body đứa cá. Rồi hôm nay em sale luôn 139.000 đồng, 139.000 đồng thôi. Mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1385, sale luôn 139.000 đồng. Đó, 139.000 đồng. Em chào chị Trần Thủy nha, chào cả nhà mình mới vô. Mình vô like của em có chấm bài tương tác cho em đi cả nhà. Ưng ý đầm nào thì mình không mà đặt hàng sớm sớm, em tư vấn chưa hàng nha. Đó, rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người 1385 nè, xinh quá cả nhà ơi. Đầm này chất liệu vải của nó là vải á. Vải gì ta? Quên mất tiêu rồi. Rồi mẫu đầm này chất liệu là vải vongen cả nhà nha. Đó, vải vongen. Rồi, đầm này chân váy may hai lớp cho mình đây. Tay phòng phòng này mặc không có sợ bị chật tay luôn. Rồi, em đầm này hiện tại em còn size M và size XL. Em còn size M với lại size XL thì trong tầm là khoảng từ 40 cho đến 60 kg nha. Size M là còn nhiều á, 41 cái. Size L hết hàng nè, size L còn có 1 cái à. Rồi sale luôn ha cả nhà ơi, 139.000 đồng, 139.000 đồng cái đầm này thôi. Mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1385. Chị nào chưa có đầm này thì mình chia sẻ like cho em 3 lần rồi mình comment 1385 với số điện thoại. Đó, và khi các chị mình đặt hàng dùng đơn cho em 600.000, mình sẽ được miễn phí giao hàng toàn quốc, đồng thời được tặng kèm cho mình cái sợi dây dây chuyền. Đó, mình được tặng dây chuyền hoặc là mình được tặng kim tệ áo nha. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người 1385, sale luôn 139.000 đồng. 1385 sale luôn 139.000 đồng. Chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm, em tư vấn và chị hàng chờ size 1385 với số điện thoại cho em là ok cả nhà nha. Chuẩn bị thay mẫu nha các chị, dễ thương quá trời đúng không? Cổ thuyền nè, đó mình thích để cổ thuyền, để cổ thuyền như vậy. Thích mặc bẹt vai thì chỉnh bẹt vai ra. Tay phòng phòng cho mình luôn, bo eo dáng đuôi cá nha. Rồi bây giờ mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1385. Chị khách nào chưa có đầm này của em thì mình comment phía dưới cho em là 1385 với số điện thoại cả nhà, 139.000 đồng. Có màu khác chị yêu nha, em có hoa nhí nha. Y chang dày nhưng mà có hai nhí được không chị yêu ơi? Cái em đang mặc trên người thì còn size M với lại một cái 2X. Ủa quên quên, một cái XL. Còn M với lại một cái XL. Đây, em còn cái này nữa. Dạ, đầm này em còn M với lại một XL. M với lại một XL 40-60. 40-60 kg. Đó, 139.000. Em có cái hoa nhí này nữa nè, để em mặc vào thử mình coi nha. Cả nhà mình cứ coi livestream của em thoải mái cả nhà. Chị nào vẫn còn đặt hàng được thì mình cứ việc comment mình đặt hàng. Đó, hoặc là mình đặt hàng không được nhưng mà mình thắc mắc. À mình thắc mắc thì mình cứ việc hỏi em. Khi nào mà dịch ổn ổn rồi cái mình đặt hàng.
Đó, bây giờ mình thắc mắc cái gì mình cứ việc comment hỏi em, hay là mình muốn em mặc cái mẫu nào mình cứ việc comment. Em ăn mặc cái này, em ăn mặc cái kia. Đó. Em cũng không ngại mặc cho cả nhà mình xem. Đó, bây giờ mình không đặt hàng được nhưng mà mai mốt lỡ như ổn áp rồi, ổn lại hết rồi, cả nhà mình muốn đặt hàng thì lúc đó mình đã nắm hết thông tin rồi thì mình dễ đặt hơn. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người 1385 nha. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1385. Chị khách nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm, em sale luôn 139.000 đồng. Em có cho mình cái hoa nhí này nè để mà thử. Cái giờ chị Nga Nguyễn nha. Đó, thấy mấy chị khách bên em vô là vui cả nhà ơi. Vô chấm bài với em, chấm bài cho em nè. Rồi chia sẻ like cho em nè. Các chị mình có thắc mắc gì cứ việc hỏi em thoải mái nha. Đó. 1335 có túi hai bên không? Có nha chị Jenny Nguyễn nha. 1335 có túi hai bên, còn size M. Mặc vừa size M không chị? Size M 40 tới 50 kg. Size M 40 tới 50 kg nha. 1335 99k có túi hai bên. Có túi hai bên luôn. Rồi, còn cái đầm này 1385 thì không có túi hai bên. Cái đầm này không có túi. Rồi, em có một màu nữa hoa nhí để em mặc lên thử với mình coi nha. Cả nhà mình cứ thoải mái nha cả nhà ơi. Đó, thích mẫu đầm nào có việc comment phía dưới. À, em ơi mặc lên hay sao sao đó, muốn thông tin của nó thì mình có việc comment hỏi em nha. Rồi bây giờ em sẽ có cho mình thêm cái mẫu hoa nhí này cũng rất là dễ thương nè. 1386. Trời ơi, được cái này. Ba size nha cả nhà. Ba size luôn nha, em chào chị Quân Vũ nha. Rồi mẫu em đang mặc trên người mẹ sản phẩm là 1386. Bây giờ chị nào đặt hàng em sale luôn nè. Sale đồng giá luôn đi chị nha ha. 139.000 đồng đi. 139.000 đồng cả nhà ơi. Đó, rồi, đầm này thì cổ thuyền nè. Thích mặc đẹp vai, chỉnh đẹp vai, đẹp ra, đó. Tại vì cái phần cổ này á, là có phối thun. Phần tay này cũng có phối thun nè. Tay phồng phồng mặc không có sợ bị chật tay nha. Là hoa nhí như thế này. Hoa nhí như thế này nha cả nhà, nên đem hoa nhí li ti. Chị mặc sẽ XL hả? Mặc sẽ XL vậy 1335 cũng có rồi. 1335 còn M thôi. Rồi 1335 còn M thôi chị yêu. Hai vậy lấy cái này đi. Cái này XL em còn một cái nè. Cái này với cái này XL em còn một cái. Hay là một xíu nữa em lên mẫu đầm nào á mà mẹ có size XL cho chị nha. Rồi cứ coi em báo size là cái mình đặt hàng là được. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người 1386. 1386 nha cả nhà, còn M, L với lại một cái XL. Còn M, L với lại một cái XL. Sale luôn 139 nha. 1386 65kg có sao không em? Chỗ hết rồi chị yêu ơi. Cái đầm này hết lâu rồi, hết 2X hết lâu rồi. Giờ còn 60kg đổ về. 1386 nha, em sale đồng giá đi. 139k cho chị yêu mình đi nha. Rất là đẹp luôn. Thì có mẫu đủ size, có mẫu lẻ size nha cả nhà. Rồi mẫu đang mặc trên người 1386. Cái chị ơi, chị nào 60kg đặt liền mẫu này liền cả nhà ơi. Cái đầm này em còn size M, size L là nhiều này nha. Đó, nhưng mà XL còn có một cái à. 40 cho tới là 60kg mặc vừa luôn. Tay phồng phồng dễ thương hay cả nhà. Đó, khóa kéo là mình sau lưng. Khóa kéo là mình sau lưng, linh lắm. Rồi chốt đơn cho cả nhà mình luôn. 139.000 đồng. Rồi 139.000 đồng luôn. Chị thích có túi hai bên và vải nền đen. Có túi hai bên, vải nền đen mà chị mặc size XL. Chị thích cái này không? Cái này em có đủ size nè. Nền đen có bông túi hai bên. Nền đen có bông túi hai bên có XL. Đây cái này. Đó, rồi rồi cái này đi. Cái này đầm tay lỡ hoa màu hồng, đầm tay lỡ có cái nơ nhỏ hoa màu hồng, cái này 199, còn hai cái này thì 149 nè. Cái này cổ chữ U, cái này cổ chữ U 149 là 150 nha. Đó, nền đen tay lỡ rồi có túi đó, thì ba cái này đáp ứng được nhu cầu của mình. Nền đen tay lỡ có túi, còn những cái mẫu khác thì nó lại không có túi kiểu vậy. Rồi em đang mặc trên người 1386 nha. Bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem mẫu khác, là mẫu này đi sale luôn 99.000 đồng. Hoa nhí có không? Hoa nhí nền đen tay lỡ có túi. Hoa nhí em có nhưng mà hết size rồi chị yêu ơi. Cái này nè, hoa nhí nè. Rồi, tay lỡ luôn nha, nền đen luôn nha, có túi luôn nha. Cái em đang mặc trên người không có túi. Cái em đang mặc trên người không có túi, cái này có túi nè. Mà nó lại chỉ còn có size M thôi. Cái này em đang sale còn có 129 à. Cái này đang sale còn có 129, đẹp quá trời đẹp, rất là rẻ luôn. Cái này mã 1355 size M, chị nào mặc vừa là lên chốt đơn cái là ha, rẻ cực kỳ. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc, hay là chị lấy cái này đi, cái này không có túi nè chị ơi, uổng quá. Cái này không có túi cho mình. Rồi bây giờ mẫu đang mặc trên người 1386 nha, em chốt đơn luôn 139.000 đồng. 139.000 đồng, chào chị Cao Hương nha.
Rồi, cứ vào coi like của em chị ơi, ở nhà buồn, đúng không? Trong đợt dịch này, chị thấy nào ở nhà buồn á, vô coi like với em cho vui cả nhà ơi. Em lái này nhiều khi cũng buồn mà cả nhà, nhiều khi cũng buồn. Chị đang chính tỏ đơn hàng luôn nha. Chị nào vẫn không đặt hàng được, cứ đặt. Đó, chị nào mà mình không đặt hàng được thì vô coi cho vui cả nhà ơi. Rồi, tiếp tục em sẽ chuyển sang cho cả nhà mình cùng xem mẫu đầm khác. Vô chị em nói chuyện cho vui cả nhà ơi. Mình mặc size XL cơ, chị Jenny Nguyễn chạy đúng rồi chị. Tại vì mấy cái hoa nhí thường bán chạy lắm chị ơi. Mấy cái hoa nhí á, thường bán rất là chạy. Cho nên là kiếm mà size to mà hoa nhí thì có đầm body không? Có nha chị Bích Nguyễn nha. Body là bao la. Body sau mỗi đầm này lên xen kẽ nha. Mình nhiêu ký chị Bích Nguyễn? Rồi em đang mặc trên người, em chào chị Kim Mộc Lan nha. Em đang mặc trên người 1328. Vô like với em cho vui cả nhà ơi, đầm mới sắp em đầm trung niên á. Thường mà đồ trung niên thường mấy chị ít ít xem á cả nhà ơi. Tại mà bán đầm trẻ trẻ thì nhiều chị xem. Đó, nhiều bạn xem. Còn đầm trung niên á cả nhà. Hơi ít chị xem, nhiều khi cũng buồn ghê luôn á. Các chị mình vô coi với em cho vui nha. 54 kg. Rồi ok, 54 kg mà body có mẫu đầm này size 99K ok không? Để mặc thử với mình coi nha. Ok thì chốt đơn. Rồi nhung xòe đi em. Ok chị Phạm Lan luôn nha. Nhung xòe là cái mẫu này. Nhung xòe là cái mẫu này. Trời ơi, đẹp muốn xỉu luôn. Đó, cái này nhung xòe tay lưới nha. Em có cái nhung xòe bẹt vai nữa. Cũng có nhung xòe bẹt vai trăm mấy. Hiện tại đang sale trăm mấy trăm mấy. Rồi em đang mặc trên người mã sản phẩm 1328. Đầm em đang mặc trên người 1328 cổ tim nha. Xoắn ngực cho mình luôn. Tay lỡ cho mình bo eo dáng xòe một lớp hai túi. Đầm này còn size M. Có chị nào mặc vừa size M mẫu này không? E70 72 độ về. E70 72 độ về nha. Chị nào chưa có thì mình đặt hàng sớm cho em tư vấn cái chị mình chờ một xíu nha. Chờ em. Rồi. Mã số với số điện thoại cho em là ok nha cả nhà ơi. Rồi đây em đang mặc trên người 1328 99.000 đồng. Mẫu đang mặc trên người 1328 99.000 đồng. Chị nào chưa có thì mình đặt hàng sớm thì dùm em 1328 với số điện thoại lụa hàng nha cả nhà. Và lụa hàng này rất là mềm, sờ lên miệng tay nè, rất là đã tay luôn, mềm mặt mát và chịu thoải mái nha. Rồi hôm nay em sale luôn cho các chị mình với mức giá chỉ có 99.000. Bây giờ em sẽ lên cái body nha cả nhà, rồi em sẽ lên cái nhung xòe nha. Để em lên từ từ cho các chị mình xem hết luôn. Mình thích mẫu đầm nào có việc comment phía dưới cho em mặc lên cho cả nhà mình cùng xem luôn nha. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA1347 nha. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm 1347. Cái body này hôm nay em sale cho cả nhà mình luôn, giá chỉ có 99.000 thôi. Rất là rẻ đúng không cả nhà. Cổ tròn nha, tay dài cho mình bo eo, dáng body đuôi cá. Trời mê cả nhà ơi. Cái em đầm này là màu đỏ đô nha. Cái đầm em có rồi nè. 54 kg bằng cái này. Ủa chị ơi, nhưng mà 54 kg là em của mình nhiều. Em 74 không? 54 kg em 74 là mình sẽ mặc vừa nha. Còn nếu như 54 kg mà em 76, 77 là XL rồi đó. Rồi 54 kg em của mình nhiều. Đo ở trên rốn 5 phân em. Đây, rốn này đúng không? Mình đo phía trên. Phía trên ngay phần nhỏ nhất nè. Đó, ngay cái phần hõm vô đây nè. Cái phần nhỏ nhỏ ngang gùi chỏ này cả nhìn thấy không? Đó, ngay đây cho em. Rồi đầm này 99K nha chị yêu nha. Đây chị Binh Nguyễn 54 kg có thể mặc vừa nè. Nhưng mà đo kỹ thêm cái eo lần nữa. Eo 74 đổ về thì mình sẽ mặc rất là đẹp luôn nha. Trời ơi chị nào thả tim quá trời quá đất. Em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1347 nha cả nhà ơi. 99.000 đồng. 1347 99.000 đồng. Màu này là màu đỏ đô á nha cả nhà. Chứ không phải là màu màu đỏ tươi đâu. Đỏ đô nha. Màu này màu đỏ đô. Váy đẹp sang chảnh, em cảm ơn chị Phạm Lan nha. Rồi mẫu em đang mặc trên người, cái đầm này em có mua rồi á cả nhà ơi. Sang cực kỳ luôn. Cái tay này tay dài nha. Chị nào thích mặc tay lỡ về nhà sửa lại cho em. Tay ngắn về nhà sửa lại chị. Tay dài này dễ ẹt à sửa lại. Chứ nhiều chị mà em may tay ngắn cái mình muốn tay dài đâu có. Rồi em đang mặc trên người nha. 1347 nha em sale luôn. 99.000 đồng. Đó, còn chị thích body tay ngắn đúng không? Thích body tay ngắn, có body tay ngắn. Đây, body công sở tay ngắn cái form này được không? Cái form này được không? Body công sở tay ngắn nè. Đó, hay là em có cái này body body nhung tay ngắn. Đây. Body nhung tay ngắn cho mình có luôn. Rất là đẹp luôn. Tiếc quá mẫu đẹp toàn size nhỏ không à. Dạ đúng rồi chị, đẹp thì nó thường hay hết trước lắm. Rồi đây, có cái này. Đó, tay ngắn nè. Cũng rất là đẹp luôn body. Rồi, a à, cái này còn hàng. Cái này đẹp mà nó còn 3 size à. Hôm nay em sale luôn.
Chờ em xíu nha. Đây em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1347 nha cả nhà. 1347 40 cho tới 54 kg, em tối đa 74 độ về. Form thì y chang trên like mặt vậy nè. Cả nhà mình nhận đơn hàng được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Dùng đơn 600 ngàn đồng em tặng dây chuyền nha. Dùng đơn 600 ngàn đồng em miễn ship tặng thêm dây chuyền nha cả nhà. Đó, rất là đẹp cho cả nhà mình luôn. Ơn mẫu đầm nào cố gắng đặt hàng sớm cho em nha. Bây giờ em sẽ thay sang cho mình cái mẫu đầm mà nhung xòe cho cả nhà mình luôn. Rồi chị Thu Cherry có đơn hàng cho chị Thu Cherry 13479k. Vải này lụa manto nha cả nhà, mềm nha, mát và có độ rũ cho cả nhà mình luôn. Đó, bây giờ thì lên cho mình xem một cái em đầm có số lượng một chút xíu nha cả nhà. Lên thêm cho cả nhà mình cùng xem cái em đầm có số lượng một chút. Cả nhà mình chờ em chút xíu nha. Ân ý đầm này của em có việc đặt hàng sớm sớm, bên em tư vấn chờ hàng chờ size. Rồi bây giờ tiếp tục. Mẫu của em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA1343. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1343 nha cả nhà ơi. Đầm này cổ vuông cúc ngực. Đó, tay ghen lưới, đẹp chưa? Dáng đầm nhung xòe. Rồi hồi nãy chị nào comment cho em mặc nhung xòe, đây có nhung xòe cả nhà ơi. Rồi nhung xòe ngày hôm nay sale luôn, còn là 149.000 đi ha cả nhà. Trời đẹp lắm. Đẹp cực kỳ luôn, còn 3 size nha. 1343 còn 3 size ML và XL, 40-62kg. Đó, ngày hôm nay chị khách nào đặt hàng sale luôn 149.000 đồng luôn. Nhung nha cả nhà ơi, mềm cực kỳ. Nó rất là mịn sờ lên đẻ tay luôn nè. Có co giãn như mình luôn. Đó, bình thường 40-60. Và còn cái đầm này co giãn thì 40-62 đi ha. Rất là đẹp luôn, eo 82 đổ về cho em ha. Rồi, sale luôn 149.000 đồng, còn 3 size ML với XL. Chị nào mặc vừa nhanh tay lên đơn nha. Cái này là có 3 size rồi đó cả nhà ơi. Có đầm đủ size nữa, cũng có đầm đủ size nữa cả nhà. Nhưng mà lên mấy cái mẫu đầu like á là sale rẻ dưới 150. Lên những cái mẫu đầu live stream, lên những cái mẫu mà dưới 150 là sale trước cho cả nhà mình. Rồi tới gần gần cuối live em lên mấy cái mẫu đủ size tầm 200-300, 300-400 gì đó lên cho mình tham khảo. Có muốn đặt thêm đặt thêm. Rồi em đang mặc trên người mã sản phẩm 1343 sale 149.000 đồng. Đầm này lúc trước là em bán 300, ngày hôm nay chị khách nào đặt hàng em sẽ sale luôn. Còn 149.000 đồng thôi. 149.000 đồng nha, chị nào chưa có thì mình đặt hàng thật là sớm. Bên em tư vấn và chị hàng chờ sale cho cả nhà mình luôn. Mã số với số điện thoại cho em là được. 1343 với số điện thoại cho em 149.000 đồng. Chị Phạm Thùy Phương có đơn hàng. Rồi còn chị nào muốn em mặc lên mẫu nào nữa không? Mình cứ yêu cầu thoải mái. Mình cứ yêu cầu thoải mái đó. Nếu như em mặc lên mình không ưng thì cũng có chị ưng. Mình không ưng thì lỡ như chị khác người ta ưng, đúng không? Đó, mình cứ yêu cầu thoải mái. Em ơi có đầm này không? Em ơi có đầm kia không? Đó, để em mặc lên cho mình xem. Để em mặc lên cho mình xem. Bây giờ em sẽ tiếp tục. Các chị ơi, cái đầm này là nó mới về mà nó hết rồi đó. Còn có mấy chục cái. Rồi, nó đẹp. Đó, chị nào chưa có thôi lên đầm này sale 99k đi ha. Hàng này đủ size này chị ơi. Hàng này là đủ size, có hai túi nhưng mà nó màu sáng chứ không phải nền đen. Được không chị? Cái nền đen mà hoa nhí mà có túi luôn hả? Là em bán trời nó hết. Nó hết từ đời nào luôn. Rất là chạy. Cái mà hoa nhí mà nền đen ha là rất là nhiều chị mê. Cho nên em bán nó rất là chạy, về vài ngày là hết ngay. Đợt sau có hoa nhí nền đen nha. Đợt sau có hoa nhí nền đen. Chị thích màu xanh. Rồi vậy cho vỏ. Em đang mặc trên người 1343 nha. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm 1343 sale luôn 149.000 đồng. 149.000 đồng nha. Chị nào chưa có cứ việc đặt sớm, bên em tư vấn chưa hàng. Đó, bây giờ thì em sẽ thay thêm cho cả nhà cùng xem mẫu khác. Em cho chị Hằng Nguyễn nha. Lên cho mình cái màu kem kem. Nhung xòe có cài áo đó em. À, nhung xòe chị Phạm Lan có cài áo phải không? Ok chị em mình nha. Rồi, thích mẫu đầm nào của em thì mình đặt hàng sớm, em tư vấn và chờ hàng chờ size cho cả nhà mình luôn nha. Mã số với số điện thoại. Chị Jenny Rinh Nguyễn rồi, em cảm ơn chị yêu mình nha. Em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1329 nha. Đó, trời giờ cũng buồn quá cả nhà ơi, thiệt luôn á. Bình thường á cả nhà, bình thường mà hả, không có dịch á, livestream là nhiều khi comment các chị mình, em phải nói trả lời không kịp, cố gắng hết sức luôn á. Mày nói là cố gắng hết sức để mà trả lời cho cả nhà mình từng cái comment luôn á. Còn bây giờ kiểu dịch đó cả nhà ơi, Facebook bị bóp tương tác. Cũng đâu có bao nhiêu chị ở lại đây với em đâu. Cho nên cả nhà mình đó, chị nào mà mình còn đặt hàng được thì mình cứ đặt. Còn đặt không được thì mình cứ ở lại đây coi like với em cho vui cả nhà ơi. Mình cứ việc comment thoải mái. Rồi, chứ em mà like một mình mà không có các chị mình chắc em buồn chết luôn.
Em đang mặc trên người 1329 nha, em sale luôn 99.000 nha cả nhà ơi. Đầm này còn đủ size. Rồi chị nào, em chào chị Nguyễn Hồng Chi nha. Chị nào chưa có đầm này đặt sớm 99.000 nha cả nhà ơi. Rồi 99.000 đồng ha. Cổ tim có phối với cả nhà mình nút ngọc nè, xung quanh có viền đá. Đó, dễ thương ha. Một lớp hai túi thì hàng em mặc trên live chuyên xéo mình ngoại trang vậy á. Cả nhà mình được quyền kiểm tra hàng trước khi mình thanh toán, cho mình không có sợ là có đúng mẫu hay không. Đó, một lớp hai túi. Khóa kẻ phía sau em cầm S65 nha, rất là đẹp luôn, 99.000 đồng. Áo phía sau là chị em chưa chịu nha. Cái áo phía sau này thì 299. Em có nói rồi là đầu livestream em lên những mẫu đầm 99k tầm dưới 150. Đầu live á chị, em mới bật live đây là đúng 24 phút. Đó, thì tầm đầu live là tầm vài chục nữa đi. Em cảm ơn chị Kim Mộc Lan. Thì tầm vài chục phút đầu livestream á thì em lên mấy mẫu đầm dưới 150 với cả nhà mình sang xe với em. Còn cuối cuối là em lên mấy mẫu này cho mình coi thử. Đó, mình có muốn chọn thêm mình đặt hàng. Mấy mẫu này em mới về giá 300, mẫu này thì 350 nè. Mẫu này đang sale còn có 199.000 nè. Đó. Thì mấy cái đầm này thì giá nó hơi, nói chung là so với bình thường chưa có dịch đó cả nhà, thì những cái mẫu đầm này giá của nó bình thường so với thị trường nó rất là rẻ, tầm 300, 200 mấy, 300 là rất là rẻ. Nhưng bây giờ dịch rồi em sẽ những cái mẫu khác có 99k thì so với nhau thì nó chênh lệch rất là lớn. Cho để cuối cuối ra gì đó, gần cuối là em mặc lên mình xem. Rồi bây giờ em đang mặc trên người 1329 nha, 1329 em sale luôn với mức giá sẽ là 99.000 đồng. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm nha. Rồi mua xong rồi ngắm chị Phạm Lan. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm, em tư vấn chờ hàng chờ sao cho cả nhà mình luôn nha. Mã số với số điện thoại đầm này 99k hai cả nhà, rất là xinh luôn. Co giãn nhẹ vải lụa mango, một lớp hai túi khóa kéo phía sau. Thì hàng em mặc trên livestream sau ở bên ngoài y chang vậy nha. Chị nào chưa có cứ việc đặt hàng sớm, bên em tư vấn chờ hàng chờ sao cho cả nhà mình luôn. Hàng này thì đủ size nha cả nhà, cái cam này là đủ size nha. Đó, các chị mình đặt hàng thì cho em xin thông tin mã số với số điện thoại, thắc mắc gì thì mình cứ việc để lại comment trên like nha, em tư vấn chưa hàng chưa sai. Rồi em chào chị Linh Đàm. Chị Linh Đàm có đơn hàng nè, 1329 99k, dồn đơn 600.000 đồng được miễn ship và tặng dây chuyền. Nịch eo hôm nay em hết quà rồi cả nhà ơi, hết quà nịch eo rồi. Mấy chị khách thích quà nịch eo hơn phải, em hết quà nịch eo rồi cả nhà ơi, bây giờ em chỉ còn quà là dây chuyền. Rồi bây giờ thì em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái em nằm khác nữa nha. Đây, lên thêm cho mình xem cái em nằm này. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1330. Rồi cái nằm này em đem ra đặc biệt luôn đi, 99.000 đồng cho mình, còn hai size M và L. Rồi. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA 1. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1330 cả nhà ơi. Chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em là 1330 kèm số điện thoại. Em tư vấn và chờ hàng chờ sao cho cả nhà mình luôn ha. Rồi sale luôn 99.000 đồng, mẫu đang mặc trên người 1330. Sale luôn là 99.000 đồng. Chị nào chưa có thì mình đặt hàng thật là sớm nha. Em tư vấn và chờ hàng chờ sao cho cả nhà mình luôn. Có coi, có đầm công sở chị Đinh Thị Huyền nha, em có đầm công sở nha. Em có cái mẫu công sở này đang sale này chị ơi. Cái mẫu công sở mà đẹp mà đẹp á thì chị thích cái này em ơi. Chị thích cái này mà cái này á là nó chỉ còn size M với L thôi. Cái này là cái này là em hết size lâu dữ lắm rồi luôn á. Em còn M với L thôi hà. Tại vì em lỡ về ML số lượng hơi bị lớn, hơi bị nhiều. Đó, thì hiện tại chỉ còn M với L thôi. Rất là ổn luôn. Rồi đây, công sở có mẫu này. Hay thích mẫu này. Chờ em xíu nha, em cài cái khóa ra cái này. Rồi chờ em xíu nha. Đây, công sở. Em thử cái em đang cầm đi, ok chị nha. Đây, công sở có vét công sở này. Hay là chị thích nổi nổi xíu. Mẫu nào phù hợp với thời tiết nóng ở miền Bắc á em. Thời tiết nóng ở miền Bắc, công sở mà phù hợp với lại thời tiết nóng thì giờ a à, cái này đi chị, cái này hàng lụa đó. Nếu như thời tiết nóng thì mình không có đặt được poly thì mình sẽ đặt được hàng lụa. Hàng lụa thì nó sẽ ok hơn. Còn nếu như mà trong Nam thì hiện tại là đang cũng lạnh lẽo đúng không cả nhà ơi, nó không nóng lắm thì mình sẽ đặt những mẫu poly hoặc là như thế này. 15 sợi dây nịt bên em có thu mua không em gái? Chị đây thì thứ thủy. Trời ơi, quá đau lòng. Rồi giờ dây nịt bên em là hết hàng để tặng rồi cả nhà ơi.
hết hàng tặng rồi, khách em còn hỏi em thu mua không nữa. Rồi đây, nếu như mà đặt hàng mà công sở đó thì mình đặt những cái mẫu mà lụa như thế này, cổ sơ mi ha. Nhưng mà những mẫu lụa này là hoa, những mẫu lụa này là hoa đó. Còn nếu như ha, đây đó có cái nơ, cái nơ công sở này cũng đẹp nè, cái này là cổ kính đó, với lại cái này, cái này thì hoa to, cái này thì hoa to công sở. Thì em có những cái mẫu công sở lụa như thế này thì mình nóng thì mình sẽ mặc những mẫu này thì nó ok hơn. Còn nếu như chị nào mà mình làm văn phòng công sở mà có máy lạnh thì mình nên đặt những cái mẫu poly cho sang, những cái mẫu poly rất là đẹp. Em sẽ thay cho mình xem ha. Rồi em đang mặc trên người 1330, đầm đang mặc trên người 1330, em sale luôn là 99.000 đồng. Rồi 99.000 đồng 1330 cả nhà ơi. Một lớp hai túi khóa kéo phía sau rất là đẹp. Em coi mấy 65 nha, mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1330. Đầm đang mặc trên người 1330. Bây giờ em sẽ chuyển sang cho mình cái mẫu đầm này nha. Chị nào chưa có việc đặt hàng hoặc là sớm em tư vấn chưa hàng, em chào chị My Trần nha. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1330 nha cả nhà. Được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán chị yêu ơi. Được quyền kiểm hàng trước khi thanh toán. Chị nào hiện tại vẫn còn đặt hàng được thì mình cứ đặt thoải mái. Còn chị nào hiện tại không đặt hàng được thì mình cứ xem live với em cũng được. Rồi bây giờ em sẽ thay thêm cho mình mẫu khác nha. Đây, tiếp tục, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1383. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm 1383 cả nhà nha. Chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm. 1383 với số điện thoại cho em là ok luôn. Đó, cổ tròn tay ngắn nha, bo eo dáng đầm body suông. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA1383 cả nhà nha. Chị nào chưa có đầm này đặt hàng sớm em chốt đơn luôn là 199.000 đồng. Cái đầm này đang sale á cả nhà ơi, cái đầm này hồi bữa chị khách nào gửi hình cho bên em đẹp lắm mà em không biết em để lạc đâu mất tiêu rồi. Rất là đẹp luôn, chị khách bên em mặc cái mẫu đầm này rất là đẹp luôn. Cổ tròn nha, phối cho mình mấy cái nút ngọc trai phía trước, tay ngắn bo eo, dáng đầm body suông như thế này. Em mang một lớp kèm thêm cho mình hai cái túi ở hai bên, khóa kéo phía sau. Và đây là hàng đầy đủ size. Cái này hàng đủ size nha. Dạ em mặc size M chị yêu nha. Em mặc size M cũng giống như các chị mình à. Các chị thấy nhiều khi em mặc rộng thấy không ạ? À? Em cao 1m65, em 47kg, eo của em 62. Thì em sẽ mặc hơi rộng. Thường thường mà size M á là 40-50kg. Và eo của size M là sẽ từ eo 62 nó hơi rộng như vậy nè. E62 cho tới E70. Thì em thấy nếu như mà chị khách tầm E65, 68, 70 thì sẽ mặc đẹp hơn em. Tại vì em mặc nó cứ hơi lỏng bỏng. Em mặc nó cứ hơi lỏng bỏng, rộng rộng. Đó. Rồi em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1383 nha. Em chốt đơn hàng luôn. Có chị yêu nha. Nhung đen có size nha. Có size 60-62kg nha. Nhung đen chị comment giúp em 1343 với số điện thoại đi. Rồi giá 149 ngày nào em sale luôn cho chị. Kỹ kỹ thì comment giá thêm vô. Đó, kỹ kỹ comment giá thêm vô ha. Rất là đẹp luôn chị. Thì hàng nhung này nó rất là mềm nha, mềm mịn nha chị ơi, mặc rất là dễ chịu nha. Đầm em mới về cho em gái dạ chưa chị Trần Dương ha. Đầm em mới về, em chưa có về hàng, nhưng mà trong tầm khoảng nay mai là sẽ có về hàng cho mình á. Tại vì lỡ về size M rồi thì cũng sẽ có về cho mình á. Rồi đây, cái này 1343 nha, xe 149.000. Đầm em thì nay mai chờ em xíu nha, mình sẽ có về. Chị em đang hóng cái đầm màu xanh min này này cả nhà, dễ thương xỉu luôn. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1383 nha. 1383 em sale luôn. 199.000 đồng. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1383. Chị khách nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm. 1383 với số điện thoại cho em là ok. Rồi tiếp tục em sẽ chuyển mẫu cho cả nhà mình nha. Đây bây giờ lên thêm cho mình cái mẫu đầm nào đây. Sale cho cả nhà mình luôn. Lên cái mẫu này đi cả nhà ơi. Không biết sao thích chọc caro ghê luôn cả nhà. Rồi em đang mặc trên người cái đầm beo chị Trần Dương ai lấy mất tiêu rồi. Bây giờ mà muốn mặc lên rồi khoe với các chị mình nhé nè, với các chị mình là hết mặc được rồi. Ai cầm nó mất tiêu rồi. Rồi em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1383. Tại vì chưa biết là nó có mang về không á chị Trần Dương. Cái đó là chị mới có hả, mới có nhé hàng thôi. Còn cái nào mà chắc ăn về là sẽ may về cho mình một lần. Bởi vì hồi bữa nhiều khi em mặc lên em đâu dám báo mã báo giá đâu. Báo mã báo giá nhiều khi bên xưởng săn không có vải hay là ít quá không có may được, cũng có nữa. Rồi bây giờ em sẽ lên thêm cho mình cái mẫu
caro đi nha cả nhà. Mẫu caro thì mặc rất là thoải mái, caro thì mặc là siêu thoải mái luôn, 139.000 đồng. Rồi đây tiếp tục mẫu em đang mặc trên người, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA1379 đó. Rồi đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm 1379 nha. 1383 có size nào, từ bao nhiêu ký dậy sắp? 1383 đủ size đó chị Thúy Hồng, 40-66 ký, eo tối đa 85-86 độ về. Đây cái mẫu này mã sản phẩm là 1383, rất là đẹp. Cái hàng này poly nha, hàng này poly. Thì nếu như mình ở miền Bắc mình đang nóng đó, thì cái mẫu đầm này mình mặc theo trong cái trường hợp nào, nếu như mình mặc đi làm công sở có máy lạnh mặc rất là đẹp sang, tại vì cơ bản cái vải poly này hàng nó dày, vải nó dày dặn, rất là êm, vải xịn sò luôn, vải xịn sò cầm lên là chắc tay luôn á cả nhà ơi, đẹp lắm đó. Cái đầm này đẹp lắm, 199k chị mua rất là ghiền đó. Nhưng mà em sợ mấy chị khách ở miền Bắc thì hơi nóng một chút xíu, nếu như các chị mình mặc trong môi trường máy lạnh hoặc là ở đi làm những nơi mát mẻ một chút thì ok đó. Rồi có thể mua để dành mùa đông mặc cũng được cả nhà, rất là đẹp, 199k. Tại vì mai mốt sẽ không có về lại. Size S hả chị? Size S em không có nha. Size M là 40-50kg á. Em bình thường là em mặc mấy cái shop khác là em phải mặc size S đó chị. Đó, rồi là có size S à. Size M là 40-50kg. Tại vì em bản thân em mặc đầm ở những shop khác là em mặc size S. Đó, thì cái đầm này em mặc size M này. Rộng thì bóp eo, không có sao cả. Nhưng em thấy mặc được vừa đó chị, tại vì cái đầm này nó ôm. Rồi em đang mặc trên người 1379 nha, 139.000 đồng, 139.000 đồng. Nếu như eo của chị tầm eo 65-66 là chị sẽ mặc vừa nha. Hồi nãy thì em eo 62, em mặc cũng khá là ok luôn á, rộng hơn em xíu siêu 139k, chờ em xíu nha cả nhà. Rồi mẫu đang mặc trên người 1379, 1379 hôm nay em sale còn 139.000 đồng, 40-60kg nha. Đó, size M thì là 40-55 nè. Đó, nó rộng rãi nha cả nhà. Cái này là em có đo rồi chứ không phải là canh theo của em, chứ không phải là canh theo em, mà là cái này là em có đo rồi. Đó, cái này em có đo rồi nha. Là size M nè, là cái eo của nó như vậy, eo tới 80 lận. Đó, còn size L là eo tới 85 lận nha. Nhưng mà em chỉ tính là trừ hao cho mình 1379 là em trừ hao cho mình khá là nhiều. Đó, 1379. Bây giờ 1379 cái đầm này đi, thì size M là eo 62-72, size L là eo từ 72-77. Đó thì mình sẽ mặc vừa cái đầm này, giá của nó sẽ là 139.000 đồng. Đầm này khá là mềm luôn, dán chữ A nha, dán chữ A xè xè như thế này. Đó, rộng rãi thoải mái, rất là thích luôn rồi nhờ. Đầm này mặc rất là thích. Rồi 139.000 đồng ha, mẫu đang mặc cho người, mã sản phẩm là 1379. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái em đầm khác. À, chị thích cái đầm nhung mà có cái phụ kiện ở đây đúng không chị? Cái đầm nhung mà có cái phụ kiện, em không biết còn hàng không nữa chị. À đây nè, không còn hàng là nó mất tích, còn hàng là nó còn trên sàn. Rồi đây nó đây chị ơi, đây cái đầm nhung có phụ kiện này đúng không? Rồi để em mặc thử cho mình xem nha. Các chị mình chưa có mẫu đầm nào, có việc comment phía dưới em mặc lên cho mình coi. Để em kiểm tra xem là cái đầm đó nó còn bao nhiêu nha chị. 1353, cái mẻ mà đầm nhung của phụ kiện 1353 á chị. Rồi em, ui còn xe ML, còn xe M là nhiều với một cái L. Để em mặc thử với mình xem nha. Rồi 1379 là đầm sọc caro nha cả nhà, 139, 40-60kg mặc vừa. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái em đầm khác nữa. Rồi đây mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là DA1353 cả nhà ha. Tiếp tục đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm 1353, đầm này em còn size M là 54 cái và một cái size L. Đó, M là 54 cái và một cái size L. Tuy rằng cái đầm này là em đã may ít lại size M rồi cả nhà, và size L, XL với lại 2X á, là em may cho mình là số lượng nhiều gấp 4 luôn cả nhà ơi, nhiều gấp 3 gấp 4 luôn á. Vậy mà hả, mấy cái size lớn vẫn hết trước luôn. Bây giờ á, size M là 40-55-57kg mặc được nè chị, tại vì nó co giãn nhiều cực kỳ nha, nó co giãn nhiều cực kỳ. Rồi size L là hả, size L là tới hả 60kg mình mặc được. Rồi bây giờ chị nào từ 40-60kg đặt mẫu này cho em nha, thì ngày hôm nay sẽ chốt đơn còn 199.000 đồng thôi. Cách tặng phụ kiện nha cả nhà, cái phụ kiện này phụ kiện R nha, cái này phụ kiện R, mình phối với đầm này cũng được.
Cái mình tháo ra mình phối với đầm khác cũng ok, nó rất là xinh luôn. Này nó rất là xinh cả nhà ơi. Chính giữa này có hộp này cả nhà, ở chính giữa này với xung quanh này nó có hộp chiếu chiếu nè. Đứng trước ánh đèn này nó hơi chán. Đó. Rất là xinh. Rồi, đầm này hôm nay em sale luôn còn 199.000 đồng 40 cho đến 60 kg. Hai lớp kèm hai túi cả nhà nha. Hai lớp kèm hai túi. Hết đó rồi chị Thẩm Lan. Chị bao nhiêu ký hả? Nếu như mà chị 60 kg thì chị lấy size L mà sẽ vừa nha. Tại vì nó co giãn như này dễ thương ha chị. Đầm nhung nè, đầm nhung vân vân hình da cá sấu nè. Dễ thương ha. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1353 đó, sale 199.000 đồng. Đó. 40 cho tới 60 kg, hai lớp luôn, hai túi luôn, khóa kia phía sau lưng là như vậy. Chị nào không thích thở lưng thì xõa tóc ra nha. Chị nào không thích thở lưng xõa tóc ra cho em. 199.000 đồng thôi, rất là xinh luôn. Đó. Ui, em tắt cái gì rồi? Để lại comment ngay trên livestream giúp em nha, mã số với số điện thoại em tư vấn chờ hàng chờ size cho cả nhà mình luôn, mã số với số điện thoại cho em. Rồi 1353 với số điện thoại cho cả nhà mình mới vô nha. Rồi các chị ơi cứ vào livestream của em cho vui cả nhà ơi. Vô livestream chị em mình nói chuyện cho vui cả nhà ơi. Chị nào còn đặt hàng được cứ đặt, còn không đặt hàng được thì mình cứ xem live thôi. Rồi em đang mặc trên người 1353 199.000 đồng. Đó. Co giãn siêu nhiều luôn, co giãn siêu nhiều luôn cả nhà ơi, đẹp lắm luôn ha. Rồi sale luôn 199.000 đồng, 199.000 đồng. Chị nào chưa có cứ việc đặt hàng sớm sớm liên dụng em tư vấn và chị hàng chờ sale cho cả nhà mình luôn. Mã số với số điện thoại cho em là ok luôn cả nhà nha. Nhanh tay đặt hàng thật là sớm, em tư vấn chị hàng chờ sale. Em bật lại 1386 ok chị mình luôn. Đó, 1386 là cái này. Cả nhà mình cứ comment thoải mái nha, cho em có chuyện để nói á cả nhà, có chuyện để làm á cho đỡ buồn cả nhà ơi. Bình thường á người xem chạy đến miếng quá nè. Rồi, tại vì bình thường á là hả, bình thường mà không có dịch đi cái gì mình comment là phải nói em quay chấm chấm luôn á hả, nhưng mà bây giờ dịch á cả nhà em cảm thấy em kiểu rảnh quá cái buồn á cả nhà ơi, buồn ngang. Rồi 1353 cả nhà ha, xin ha, cái này vải này hiếm lắm, hết rồi, hết về rồi. Đợt em bán cho mình 299k, hàng đủ size cả nhà. Là nhiều chị 70, 72kg là bông chen được luôn á. Mà giờ nó chỉ còn size M với lại một cái L thôi. Rồi, chị em mặc lại 1386 cho chị yêu xem nha. Đây, tiếp tục mẫu em đang mặc trên người mẹ sản phẩm là 1386 nha. Chị nào chưa có đầm này của em đặt hàng sớm cho em luôn. Đó, cái cổ này là cổ thuyền. Cái cổ thuyền này mình chỉnh thành cái cổ đẹp vai cũng được. Đây em làm hơi rộng trên, thường thường em sẽ có kẹp eo lại, chứ chị nào mặc vừa thì nó sẽ dính lên trên này, phía trên nó sẽ hơi phồng phồng lại. Rồi em đang mặc trên người 1386 đầu, bây giờ em sẽ sale luôn nha, 1386 sale luôn đi, còn 139.000 đồng đồng giá với cái kia. Ui lộn lộn lộn, chờ em xíu nha cả nhà ơi, để em báo giá lại. 139.000 đồng nha, mẫu đang mặc trên người 1386. Sale đồng giá với cái kia đi. Cái này thì 40 cho đến là 60 kg mình mặc được cho em, còn size ML với lại một cái XL thôi. Còn size ML với một XL thôi, mẫu đang mặc trên người 1386. Chị nào chưa có đầm này đặt hàng sớm sớm cho em nha, 1386 với số điện thoại. Đó, cái phần cổ này có phối thun, mình thích mặc gì cũng được, mình thích mặc theo cái kiểu cổ bẹt vai cũng được luôn. Tùy theo các chị mình thích mặc sao cũng được nha cả nhà, tại vì cái cổ phối thun này nó dễ mặc lắm. Đó, cái tay này nè cũng có phối thun luôn, trước là vải kép nha. Chị nào về nhà thấy mặc ok thì mình cứ để lại để như vậy mình mặc luôn. Còn nếu như mà mình thấy mặc hơi hở, ví dụ như cả nhà thấy mặc hơi hở thì mình mặc thêm một bộ đồ bên trong. Ngực chị hơi to, bữa 1330 mà chật ngực phải để ngắm nha chị Phạm Loan, trời ơi, buồn quá. Rồi cái đầm này thì ngực to mà ok nè chị, tại vì nó có thun ngay phần này nè, với lại cái phần này nó phồng, cái phần này nó phồng. Rồi mẫu em đang mặc trên người 1386 nha, 1386. Chị nào chưa có đầm này đặt hàng sớm nha em có mấy chị khách ngực khủng lắm luôn. Eo thì nhỏ mà ngực thì rất là to. Rồi cho nên là hả, mấy chị khách bên em eo là eo 74 là mặc size L đúng không? Mà ngực tới hả trăm mấy là phải mặc XL hoặc nhiều mẫu phải mặc 2X mới vừa ngực. Về nhà bóp cái eo lại.
Rồi em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1386 nha, em chốt đơn hàng luôn. 63kg vừa không em? Nếu như em của chị dưới 80 thì chị sẽ mặc vừa. Còn nếu như em của chị trên 80 thì chị sẽ mặc không vừa. Tại vì cái cân nặng chỉ là tính tương đối thôi. Cái cân nặng chỉ là cái tính tương đối thôi. Còn còn tuyệt đối là cái số đo chính xác ở trên người của mình. Vòng 1, vòng 2, vòng 3. Vòng 2 thì đo ở trên rốn 5 phân, ngang cùi chỏ. Cùi chỏ đi ngang qua thì mình đo sẽ chính xác hơn chị yêu nha. 139.000. 139.000 đồng sale luôn cả nhà ơi. Mẫu đang mặc trên người 1386, đầm đang mặc trên người 1386 nha. Mã sản phẩm 1386. Có size S không em? Chị Hằng Thảo. Em có size M, size L với XL. Bây giờ chị mặc size S cho ớt, chị về nhà bóc em dùng em đi chị ơi. E84 không vừa rồi chị ơi. Rồi bây giờ cái mẫu đầm này đi, chị mặc size S đúng không? Thì chị về nhà chị bóc em dùng em đi nha. Bên em không có mang xe ớt, xe M, xe L, XL à. Mà xe M bên em là giống như xe ớt của người ta rồi. Đó, dạo này kiểu em căng thẳng cả nhà ơi. Kiểu nhà trọ em cả nhà bị cậy cửa, mức độ ráo luôn. Nhà trọ bị cậy cửa, mức độ ráo cả nhà ơi. Trời, dịch bệnh mà còn gì nữa. Căng thẳng quá, cái kiểu em đã nói là em sẽ ăn rất là nhiều để mà mập lên đó cả nhà. Cuối cùng suy nghĩ lo lắng cái lại gầy thêm. Trước mua 1364 2X mà vẫn chật ngực lại đang ngắm chị Thảo Lan. Trời thương chị quá à. Em đang mặc trên người mã sản phẩm 1386 nha, 139.000 đồng. Đó, em của em hiện tại là L60-62 cho nên em mặc nó bị rộng. Chị nào L65 mặc sẽ vừa hơn. Rồi chị xem đây em dùng em. Nếu như em của chị 65-68 chị sẽ mặc vừa hơn em nha. Đó là chị chỉ cần đặt xem M thôi. Còn nếu như mà tầm tầm như em thì mình về nhà mình bóc eo. Đó là ok. Rồi bây giờ em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái em đầm khác rồi. Đó, chị Phạm Lan nhắc 1364 thì em sẽ mặc 1364 lên cho mình coi nha. 1364 đang sale còn có 99.000 đồng cả nhà ơi. Cái này là cái size L nè. Mặc cái size L nó lại rộng nữa. Cái size M nó mất tiêu rồi. Cái size M mất tiêu rồi cả nhà ơi. À nó đây nè. Rồi, mặc lên cho cả nhà mình xem nha. Cái đầm này em sale 99.000 thôi. Cái đầm này sale luôn còn 99.000 đồng thôi cả nhà ha. Rồi em đang mặc trên người 1386, mẫu đang mặc trên người 1386. Chị khách nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm 1386 với số lượng 139k ha. Đó, bây giờ thì em sẽ thay thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái mẫu khác. Rồi đây. 1364. Tiếp tục đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1364. Rồi chị Thiên Phong có đơn hàng nha, 1386 luôn. 1386 thì em mới sale còn 139k đó. Chị đã đặt hàng cứ việc đặt sớm. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người 1364. 1364 hôm nay chị khách nào đặt hàng em sẽ sale luôn. Còn 99.000 đồng, em còn size M, L và một cái XL 40-55kg. Đầm này phong hơi nhỏ nha. Phong hơi nhỏ nha cả nhà, không trừ hao là mình sẽ mặc rất là chật. Rồi mẫu đang mặc trên người mẹ sản phẩm 1364 em sale luôn là 99.000 đồng. Đó là 99.000 đồng thôi, rất là xinh. Em mang một lớp kèm thêm cái túi khóa kéo phía sau. Rồi đặt hàng comment phía dưới cho em nha, mã số sản phẩm với số điện thoại cho em là ok luôn cả nhà ơi. Rồi bây giờ mẫu đang mặc trên người, trời ơi em viết cái gì vậy ta, 1364 nha, chờ em xíu nha cả nhà ơi. 1364 sale luôn là 99.000 đồng. Rồi sale luôn là 99.000 đồng cả nhà ơi. Mẫu đang mặc trên người 1364. Cái đầm này nha, size M là từ 40 cho tới 45kg. Đầm này là em may lộn size cả nhà ơi, cho nên nó nhỏ hơn so với những mẫu khác một chút. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1364. Size M là 40 cho tới 45kg, size L là 45 tới 50kg và size XL sẽ từ 50 cho tới 55kg. Đó. Rồi đầm này em chốt đơn hàng luôn. Chỉ có giá tiền là 99.000 đồng thôi. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1364. Chị khách nào chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm nha. 1364 với số điện thoại cho em là được luôn. Một lớp kèm thêm cái túi khóa kéo sẽ nằm đằng sau lưng nha cả nhà. Rồi bây giờ mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1364. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm 1364 cả nhà ơi. Chị nào chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm lên giúp em. Em tư vấn và chờ hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn nha. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm đi giùm em. Em tư vấn chờ hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn nha. Mã số với số điện thoại em tư vấn chốt đơn hàng cho cả nhà mình luôn. 99.000 đồng nha cả nhà. Đầm này thì 99.000 đồng. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục
thay thêm nha cả nhà mình cùng xem cái em nằm này. Đó, cái em nằm này thì hôm nay có sale còn có trăm mấy thôi cả nhà ơi. Rất là dễ thương luôn ha, đầm này dán suông. Chân váy thì sẽ có xếp ly như thế này. Siêu dễ thương luôn nha. Rồi, cố gắng đặt hàng sớm, em tư vấn chịu hàng. Mẫu này 1409 nha. Rồi, bây giờ mẫu em đang mặc trên người 136499K nha cả nhà. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 136499K. Chị nào chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm 1364 với số điện thoại cho em là được nha cả nhà ơi. Bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái em đầm khác nữa nha. Đây, lên luôn cho mình xem cái em đầm khác. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA1409 nha. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm là 1409. Đầm này có cổ vét, tay ngắn, dáng đầm suông, chân váy xếp ly một lớp kèm thêm cái túi khóa cái phía sau. Đó, rất là xinh. Rồi, mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1409. Đầm này em có 3 size cả nhà ơi, M, L, XL. Em sale luôn 99.000 đồng, 40 cho đến 60kg. Đầm này đẹp quá trời, mà về có 3 size cả nhà. Ổn quá trời ổn. Ổn quá trời ổn cả nhà ơi, về có 3 size. Rồi, em đang mặc trên người 1409. Đầm em đang mặc trên người mẹ sản phẩm 1409 nha. Đây, thiết kế sẽ là cổ vét, tay ngắn luôn, dáng nằm chữ A, một lớp kèm thêm cái túi khóa kéo phía sau. Chân váy thì nó sẽ xếp ly như thế này, mình đi nó cứ lượn sóng như thế này cả nhà ơi, dễ thương ha. Rồi, em sale cho cả nhà mình luôn 199.000 đồng, dáng suông nha cả nhà. Chị nào thích ôm eo về nhà bóp eo nha. Chị nào thích ôm eo về nhà bóp eo, còn cái này là dáng suông nha cả nhà. Đã em chốt đơn cho cả nhà mình luôn 199.000 đồng, form thì y chang như thế này. 1409 chất liệu vải cô tông lạnh chị yêu nha. Chị Hoàng Thảo Vi, đầm này chất cô tông lạnh nha. Mã 136499K đúng rồi chị Phạm Hòa. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1409, em cao 1m65-66 nha. Thì em sẽ mặc vừa tới đây. Đó, em mặc tới đây nè. Chị nào mà mình cao tầm 1m55-45 thì em thấy nhắm chừng tầm đó đó thì mình sẽ mặc dài phủ gối luôn. Còn nếu như cao 1m65 thì mặc như em, cao 1m65-66-67 thì mặc như em vậy nè. Đó, mặc y chang em vậy nè. Còn nếu như mà họ tầm 1m4-1m5 thì sẽ phủ gối. Co giãn tốt không em? Dạ không có co giãn đâu chị yêu nha. Nếu như chị thích đầm co giãn thì sẽ có đầm co giãn. Cái này thì form công sở chị yêu nha. Không có co giãn. Poly hai da sẽ co giãn rất là nhiều. Cái này cũng dày, cái này cũng dày nè, hai cái dày tương đương nè. Nhưng mà nếu như mà poly hai da thì nó sẽ co giãn nhiều. Còn cái em đang mặc trên người nó sẽ không có co giãn chị yêu nha. Rồi, em đang mặc trên người mã sản phẩm 1409, xinh hay cả nhà, rất là xinh. 199.000 đồng, 199.000 đồng. Chị nào hiện tại vẫn còn đặt hàng thì mình vẫn còn có thể đặt hàng. Thì bên em sẽ gửi hàng về tới tận nhà cho mình. Còn nếu như mà chị nào mà mình không có đặt hàng được trong thời điểm này thì các chị mình cứ việc coi like, mình cứ việc ngắm nghía, mình thích thì mình cứ việc xem. Xong rồi cái ổn ổn rồi đó, cái mình đặt hàng, em sẽ gửi hàng về tới tận nhà cho mình. Rồi ok hai cả nhà. Bây giờ chị cuối thình em chờ chị nãy giờ luôn. Em chờ chị gần 1 tiếng đồng hồ. Không thấy chị cuối thình đâu, em buồn, buồn muốn chết luôn. Rồi, một lớp kèm thêm cái túi nha, khóa kéo phía sau. Rất là xinh nha cả nhà. 199.000 đồng, 40 cho đến 60 tí. Đó, cái đầm này thì về có 3 size cả nhà ơi. Ổn. A, à, lên cho mình cái này đi. Cái này mặc rất là thích luôn cả nhà ơi, để mặc thử cho mình xem nha. Đầm này có rồi nè, xinh. Ủa, đầm này chị có rồi chị cuối thình ơi. Ờ, em thấy 3 size mà, hay là chị lấy XL. XL của mẫu này làm này nó rộng không chị ơi? Chị cho em xin cái số đồ của cái ấy đi. Rồi, chị cho em xin cái review đi, chị mặc rộng hay chị mặc vừa khít xem sao đó để em thay đổi cái số liệu ở trên hệ thống. Rồi, chứ tại vì cái đầm này em không dám trừ hao. Trừ khi mấy chị khách bên em đặt về mặc ok thì em mới dám trừ hao thôi. Đó. Em là cái này là em phải hả giảm size giảm số tại vì nó cũng không có co giãn. Rồi bây giờ em sẽ lên cho mình cái đầm da beo. Đầm da beo này mặc thích lắm cả nhà, nó mềm mềm mặc thích cực kỳ luôn á. Rồi bây giờ ha, em sẽ thay thêm cho cả nhà mình cùng xem có đầm đi tiệc không. Chị Nhật Đỗ có nha, chị thích đầm đi tiệc màu gì, chị thích đầm đi tiệc màu gì ạ? Thì em có màu đỏ, màu đen vậy đó. Da beo này chị. Đen, đỏ, da beo. Đó. Thì
Làm đi tiệc. Hay là thích đuôi cá? Đuôi cá chiếu chiếu em cũng có luôn nha. Rồi em đang thế chị thích khách nào mà thích nổi bật đó thì mình có thể đặt những cái mẫu đuôi cá chiếu chiếu như thế này đó, nó cứ lấp la lấp lánh như thế này. Rồi hay là mình thích suông thôi, mình mặc mẫu này vừa công sở vừa đi tiệc rất là thanh lịch đó, tùy theo mình thích mà chiếu là mình thích thanh lịch hay mình thích giống như em này nè, phá cách một chút xíu đó, đầm body belt. Cái này thì họ tới 6-8 kg, 70 kg mặc vừa luôn á, to giản, với lại tặng kèm thêm cho mình cái phụ kiện luôn, rồi rất là xinh. Tùy chị Hà, quan trọng là chị thích đơn giản nhẹ nhàng thanh lịch hay là sang vậy đó, tùy các chị mình. Chứ giờ mà mình hỏi em là em bó tay thiệt luôn, để em dơ thêm vài mẫu cho mình dễ chọn nha. Đó, thứ nhất là cái này thì mình vừa công sở mình vừa đi tiệc đồ. Cái này thì cái form dáng của nó là thanh lịch ha. Rồi còn cái thứ hai là cái này đó, mình có thể chọn cái này. Cái này là da beo, ha, rất là xinh luôn đó, nhìn như công chúa vậy đó. Có tặng luôn cho mình cái phụ kiện là cái ghim cài áo, cái ghim này ghim rờ nha đó. Cái này thì 40 tới 60 kg thôi, nó hết size rồi. Rồi còn nếu như mà mình thích nó đi đi tiệc này, ở đây có mấy cái mẫu này mới về, có mấy cái kiểu kiểu này mới về nè chị đó. Thì ở trên hoa, ở trên là hoa, chân váy á, là cái chất chiết phong. Ở trên là hoa, chân váy là chất liệu vải chiết phong. Thì hoa này cũng có đủ màu hoa, xanh nè, xanh tím nè, đó những cái hoa tròn nè. Rồi đây màu tím nữa, hoa thêu màu tím nữa đấy. Thì như thế này đó, thì chị có thể chọn những mẫu đầm này rất là sang nha, cái vải rất là sang luôn nha, hoa thêu nè chị, ren hoa thêu và chân váy chất chiết phong, luôn, rất là đẹp đó. Thì những cái mẫu này, hoặc là chị có thể chọn cái mẫu đầm này. Cái mẫu này là chất liệu vải ren, ren màu đồng nha. Ở trên livestream đã hơi chiếu chiếu hơn tại vì có ánh đèn nó ánh vô rồi nhỉ ơi đó, rất là xinh luôn đúng không. Cái này thì dáng của nó là dáng suông đó, dáng suông. Cái này là cái size L nè, xanh L nó bớt đẹp rồi nè, size M nó đẹp hơn rồi, rất là đẹp luôn. Tại vì em mặc rộng thì rồi. Cái này là màu tím, này hơi buồn chút thôi, màu tím này bỏ qua đi đó. Thì những cái mẫu này nè, em thấy là nó rất là ok cho mình để mình mặc đi tiệc đi chơi. Rồi hoa thêu này thì đầy đủ hoa, nhưng mà mỗi cái hoa thì em chỉ về có mấy cái, với lại cái đầm này em mới vừa mặc qua nữa nè. Cái này nè em mới vừa mặc qua, nó rất là dễ thương, cái này rất là xinh luôn á đó. Đó vừa trắng vừa dễ mặc cho mình nữa, vừa trắng vừa dễ mặc đó. Hay là chị có thể chọn cái đầm ren đen tay lưới đơn giản dễ mặc cho mình, đen đen tay lưới ha. Rồi với lại hồi nãy em có dơ lên cho mình cái đầm này, là cái đầm mà đuôi cá chiếu 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 như thế này nha, lấp la lấp lánh đó. Ngoài ra thì mình có thể chọn một cái em đầm giống như body chấm bi. Body chấm bi thì giống như cái em đang mặc trên người vậy nha. Hồi nãy em định giới thiệu cái nào để em quên quên mất rồi cả nhà. À đây có cái nơ, cái đầm này có cái nơ thì tùy mình chọn đó. Thì đây một số mẫu thì em thấy nó khá là ok cho cả nhà mình, thì cả nhà thấy cái mẫu đầm nào ok thì mình mặc. Hay là cái này dáng suông đơn giản dễ mặc, dáng suông đơn giản dễ mặc, tặng kèm cho mình cái nịt eo, nịt qua đây như vậy đó, đơn giản. Cái này đơn giản dễ mặc luôn. Rồi xong, tiếp tục mẫu em đang mặc trên người 1362, đầm đang mặc trên người 1362, em chốt đơn hàng luôn. Trời ơi treo kiểu gì vậy ta, 1362 em sale cho cả nhà mình luôn, với mức giá chỉ có là ai dạ, hết bụng vô, với mức giá chỉ có là 219.000 đồng thôi cả nhà nha. Cái bên ngoài nó lại bị tuột, cài phải xét xét bên trong xíu đó. Rồi rất là đẹp cho cả nhà mình luôn. Rồi hôm nay em sale luôn cả nhà ơi, với mức giá chỉ có là 219.000 đồng thôi, 219.000 đồng thôi. Chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em tư vấn chờ hàng chờ size. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1362 nha. Đầm này mặc đi chơi đi tiệc rất là đẹp nha cả nhà ơi, 219k, 40 cho tới là 68 kg, 40 tới 68 kg mặc vừa, mã sản phẩm là 1362. Chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm em sale luôn còn 219k nha cả nhà. 219.000 đồng cả nhà ơi, mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1362 đó, tặng kèm luôn cho mình cái phụ kiện này. Ngoài ra các chị mình dồn đơn hàng cho em 600.000 đồng còn được tặng thêm quà,
còn được miễn phí giao hàng toàn quốc nữa nếu như mình dùng lên 600. Đó, rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên nguồn 1362 nha, vải rất là mịn nha cả nhà, có co giãn nhiều cho mình luôn ha. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1362. Chị khách nào chưa có làm này đặt hàng sớm cho em 1362 với số điện thoại cho em là được. À, ngoài ra em có cái mẫu đầm này em mới vừa về hàng nhưng mà nó lại gần hết. Cái mẫu này em mới vừa về hàng nhưng mà nó lại gần hết rồi cả nhà ơi. Thì bây giờ em sẽ mặc lên cho cả nhà mình xem nha. Đẹp nhiều khi nay mai nó hết. Em chào chị Navy Mo nha, chào cả nhà mình mới vô. Rồi, bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem mẫu đầm khác nữa. Mình ân đầm nào của em thì mình đặt hàng sớm. Chào chị Navy Mo nè, với mấy chị khách quen bên em nè. Có đầm hết ráo rồi cả nhà ơi. Mà mỗi lần vô là chia sẻ livestream cho em à. Rồi, bây giờ em sẽ thay thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái em đầm này đi. Đầm này em gần hết rồi cả nhà ơi, mới về mà hồi chiều này mấy bạn cập nhật đâu, còn có mấy cái. Em chào chị Tuyền Nguyễn nha. Cái đầm này nè cả nhà ơi, mới về mà nó gần hết rồi. Không biết có chị nào nhận được cái mẫu này trong like của em chưa nữa. Đầm này em có đủ size nha, sang xịn mịn lắm. Có 199.000 đồng thôi, đẹp cực kỳ luôn á cả nhà. Thì để em xem. Cái đầm này á thì lúc chiều này cập nhật. Rồi, cái đầm này lúc chiều em cập nhật á là em còn cho mình là 25 cái size M, 25 cái size M, 31 cái size L, 10 cái XL và 36 cái size 2X. Thì đầm này em về cho mình số lượng là cũng hả mấy ngàn cái đó cả nhà ơi. Và hiện tại thì em chỉ còn 25 cái size M, 31 cái size L, 10 cái XL và 36 cái size 2X. Đó, em còn nhiêu đó thôi nha cả nhà. Rồi, em chúc đơn hàng 199.000 đồng. Mới mặc hồi chiều. Quen này em cảm ơn chị Navy Mo ạ. Rồi, chị Quốc Thịnh mới mặc hồi chiều sang lắm, mặc cực sang, cảm ơn chị mình nha. Chỗ cái đầm này đẹp lắm nha cả nhà ơi. Đẹp lắm nha. Em chốt đơn hàng luôn 199.000 đồng thôi, mẫu đang mặc cho người. Rồi, chị Tiền Nguyễn có mấy trái tim nè. À, có mấy trái tim giống như chị Quốc Thịnh nha. Quá là dễ thương. 1393, cái đầm này thì sale rẻ lắm, 199 à. Mà được cái đầm này á, cái form nó sang, cái form cái họa tiết của nó sang cả nhà ơi. Đó, cái form họa tiết rất là sang, 199.000 đồng nha. Chị nào chưa có cái việc đặt hàng sớm. Cổ vest cho mình tay ngắn nè. Đó, dáng đầm body. Body suông. Đi đứng di chuyển dễ dàng lắm. Đó, có cái túi luôn. Bỏ cả bàn tay vô. Ai cũng khen hả chị, nói 199. Không ai tin, tụi nó giỡn. Trời ơi, em cảm ơn chị yêu mình nhiều nha. Rồi, chị khách review quá có tâm luôn. Mẫu của em đang mặc trên người mẹ sản phẩm là 1393, 199.000 đồng nha cả nhà, rất là đẹp nha. Thì em mặc trên live. Ôi, tắt nguồn mất tiêu. Em mặc trên live stream sao thì ông vậy cho em vậy. Rồi, lo trả lời comment của các chị mình cái like bên trên kia ngẫm mà nào cũng hay luôn. Rồi, em đang mặc trên người 1393. Cái chuyện chậm xíu nha, em sạc pin em lại bật like trên kia nữa. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mẹ sản phẩm 1393 cả nhà ơi. Chị nào chưa có cái việc đặt hàng thật là sớm, bên em tư vấn và chị hàng chị sai luôn. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1393 nha. Chị nào chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em 1393 với số điện thoại cho em tư vấn chưa hàng chị sai cho cả nhà mình luôn ạ. Xuất sắc cả nhà ha, 199.000 đồng thôi. Rồi, hồi nãy thì em có báo số lượng với mình rồi đó cả nhà. Đầm này thì hiện hồi chiều lúc 3 giờ thì các bạn báo là gần hết rồi. Size M còn có 25 cái thôi, size L còn 31 cái, XL còn 10 cái và 2X thì còn 36 cái. Thì em còn bao nhiêu đó, đó. Chị nào đặt hàng mình nhanh tay lên đơn. Cả nhìn thấy đó, một cái trang bên em thì có tới hả ít nhất cũng mấy chục ngàn chị, nhiều nhiều thì cũng mấy trăm ngàn chị. Cho nên là nó đi rất là chóng mặt cả nhà ơi. Với lại cái đầm này sang nè, đẹp, giá tiền rất là rẻ. Giá tiền so với những cái mà mới về đi, so với những cái mới về đi cả nhà, thì cái đầm này rẻ nhất. Đó, đang sale đặc biệt riêng mẫu đầm này 199.000 đồng. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1393, cả nhà mình đặt hàng cứ việc comment cho em là 1393 và kèm với số điện thoại bên em tư vấn và chờ hàng chờ sale cho cả nhà mình luôn ha. Sale cho cả nhà mình luôn, chỉ còn có giá tiền là 199.000 đồng. Đó. À, quý chị mình muốn em mặc lên mẫu nào bây giờ mình có thể yêu cầu đi cả nhà ơi, đã qua một tiếng đồng hồ rồi cả nhà mình cứ việc yêu cầu thoải mái nha. Rồi, không yêu cầu là em mặc lên tiếp tầm sale. Đây nè, mấy mẫu đầm này sale đi. Ủa sao lại là sale L?
Cái này sao vậy? À, size M nè, lấy cái size M mặc cho nó vừa. Lấy size L mặc rộng quá nhỉ. Đó, để hai ba cái để cho cả nhà mình xem. Tại vì còn màu khác không em? Không chị, không có còn màu khác đâu. Cái lòng này hay chị thích cái này, không có cổ. Không có cổ đấy này. Cái hàng này là hàng hàng này là hàng cái gì? Kaki thun, kaki thun vải dày. Hay là chị thích cái này không có cổ nè, 199.000 nè. Cái này nè em có mặc rồi luôn, cũng rất là sang. Mấy cái form này ở cả nhà dễ mặc lắm mà sang nữa. Cái form này, cái form với Hàn Quốc ở cả nhà. Thường mà mấy chị khách mà mình có hay coi phim Hàn Quốc không cả nhà? Đó, em thấy ở phim Hàn Quốc người ta hay mặc mấy cái form dáng mà màu sắc kiểu vậy nè. Những cái màu đơn giản thôi mà dễ mặc lắm. Đơn giản dễ mặc, rất là sang, dễ phối đồ cực kỳ. Phối giày dép túi xách rất là dễ luôn á. Rồi bây giờ em sẽ lên cho mình cái form này sale đặc biệt. Cái form này là em sẽ sale đặc biệt cho mình luôn. Thích mẫu đầm nào cứ việc comment cho em tư vấn nha. Rồi, có màu à chị ơi. Một form một màu, một form một màu. Độc nhất luôn. Còn form nào có hai màu em báo. Form nào có hai màu là em báo hết. Rồi, tiếp tục thay thêm cho mình xem cái em đầm này nha. 1389. Rồi, bây giờ mẫu em đang mặc trên người. Mã sản phẩm là DA1389. Rồi. Chị nào chưa có đầm này của em nên mình đặt hàng thật là sớm em tư vấn chị hàng về xa. Chị quyết định gửi cái miếng pizza kìa. Trời ơi, làm em đói rồi nè. Mấy này buồn bực quá, đâu có ăn uống gì đâu. Dễ sợ. Rồi, chờ em xíu nha. Em đang mặc trên người 1389 nha. Chị nào chưa có thì mình đặt hàng sớm nha em. Cái đầm này hôm nay em sẽ sale đặc biệt luôn. Cái hàng này hàng thun Mỹ cả nhà, mặc thích lắm. Tại vì vải của nó dày, êm. Các chị mình về nhà nhận được hàng cầm cái đầm này lên phải nói là chắc tay luôn, nó nặng tay luôn. Rất là đẹp. Còn tặng luôn cho mình cái phụ kiện, cái này là cái dây rời. Thích phối thì phối, không thích phối thì thôi. Mà thấy thích phối đi cả nhà, phối đi cho nó bớt trống trải. Rồi em đang mặc trên người nha, 1389. Rồi em sale luôn nha, 129.000 đồng. Cái đầm này nên mua thử á cả nhà. Nên mua thử á, nó đẹp lắm. Coi diễn nhiều nè. 40 cho đến á, chị có thể mặc vừa là 40-64kg đi. E tối đa E84 đổ về, E84 là mặc vừa khít. E84 mặc vừa khít nha. Rồi em đang mặc trên người 1389. Đó sale 129.000 đồng, 129.000 đồng. Buồn chi cho sao ơi, trời buồn lắm chị ơi. Buồn lắm chị yêu ơi. Đã dịch rồi. Dịch rồi, livestream chụp giật rồi. Mà ở nhà trọ em á, cái chị trọ nhà trọ em nó vô, nó đục cửa xong rồi hả, nó lấy hết đồ luôn. Hên nhà em còn hai con mèo, chứ mà nó lụm cả hai con mèo luôn, chắc em cũng xỉu ngang luôn, thiệt luôn cả nhà. Thiệt luôn, lụm hai con mèo của em là chắc em không biết sao luôn. Dễ sợ. Xung quanh nhà em bị trộm tráo luôn, đập kiến đập đồ tùm lum tà la. Vậy đó các chị ơi, rất là buồn. Ở mà hồi hộp. Rồi em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1389. Đầm này hôm nay em chốt đơn hàng luôn 129.000 đồng ha. Rất là đẹp luôn. Còn size M, size L với XL. Nhưng mà tại vì cái đầm này nó co giãn nhiều. Đó, nó co giãn nhiều ha. Thun Mỹ mà cả nhà, với lại sọc này dễ thương nè. Sọc này dễ mặc, mặc trắng này cả nhà ơi. Cái sọc này dễ mặc ha. Rất là trắng, cái sọc y chang trên like vậy. Dạ chị đi mơ không sao. Còn hai con mèo là còn được rồi chị ơi. Còn hai con mèo là cảm thấy yêu đời à. Rồi em đang mặc trên người. Dạ đúng rồi chị, bị trộm cả xóm luôn. Đối diện, cũng đối diện nhà em nhưng mà xích lên mé trên một chút xíu nha. Là nó đục cửa xong rồi nó còn hả, lấy đồ hết ráo luôn, còn ẩm luôn con chó của người ta nữa. Rồi ta phải đi chuột có mấy triệu bạc. Ta phải chuột có mấy triệu bạc nuôi mà, nuôi mình thương mà, không lấy giờ không chuột. Đó. Dễ sợ, ẩm luôn con chó đi luôn. Rồi em đang mặc trên người mã sản phẩm 1389 nha, sale luôn. Với mức giá chị có là 1389. Mẫu em vừa cầm là 1393 đúng rồi chị. Cái mẫu này là 1393 này chị. Cái này mà 1393 nha. Còn cái này 1383. Thì nó cũng dày dặn ngang ngang nhau á. Nó dày dặn ngang ngang nhau, nó cũng co giãn ngang ngang nhau vậy á. Cái này nó không co giãn bằng cái này poly. Poly co giãn nhiều hơn. Poly thì co giãn nhiều hơn. Đó, còn cái này co giãn cũng nhiều nhưng mà không bằng. Rồi, cái này là 1383, cậu này 1393. Thì mỗi mẫu vải thì nó sẽ có cái đặc điểm riêng. Đó, quan trọng mình thích cái nào mình cứ việc đặt. Thì hai cái đầm này đồng giá 199.
không có cổ là 1383, có cổ là 1393 đó. Rồi 199.000 đồng ha. Rồi bây giờ em đang mặc trên người 1389 129.000 đó, 129.000 đồng. Cái đồng này chị nào mặc vừa thì mình nên mua ha, 40 kg, 64 kg, eo tối đa eo 84 đổ về đó, tặng luôn cho mình cái phụ kiện này. Một cái đầm với cái phụ kiện này thì chỉ có giá là 129.000 thôi. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái đầm khác nữa. Giờ biết lên đầm nào rồi cả nhà ơi. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái mẫu khác nữa nha. Lên đầm nào của em thì mình đặt hàng sớm lên cái em đầm màu xanh này đi cả nhà ơi. Xanh xanh đi nha cả nhà. Xanh xanh đi cho tôi ha. Nãy giờ lên những cái gam màu cơ bản rồi. Những cái gam màu này thì khá là dễ mặc cho cả nhà mình luôn đó. Thế thì mình có việc đặt hàng nha, về trải nghiệm thử mỗi mẫu là một cái chất liệu vải khác nhau á cả nhà đó. Mình mua thử xem là vải nào mình thích thì lần sau mình cứ giới thiệu vải mà mình thích á thì mình có việc đặt. Rồi bây giờ em sẽ lên thêm cho mình cái em đầm này. Em đầm này mã sản phẩm là 1405 và đầm này có hai màu nha. Tiếp tục mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1405, rất là xinh luôn. Cổ tròn tay ngắn, dáng nằm chữ A nha. Rồi hôm nay em sale luôn, còn 199.000 đồng. Đầm mềm chữ A nó hơi rộng một xíu nha cả nhà. Em sẽ có cho mình hai màu luôn. 1404 á sẽ là đây, nền đen có phối lá màu xanh đen. Cái này 1404 nè cả nhà ơi. Đó. Còn em đang mặc trên người 1405, em trắng chị đen khó mặc. Mấy cái màu này mấy màu dễ mặc nhất rồi chị. Mấy cái màu này mấy màu dễ mặc nhất rồi. Cái gam đen trắng với lại gam nâu xám á chị thì nó rất là dễ mặc. Chị cứ yên tâm đi, mấy chị khách bên em cũng phải có người da ngâm, người da trắng với chị. Cho nên em chọn màu cho mình hết rồi. Mấy cái màu này rất là dễ mặc luôn. Đảm bảo nếu như mà da của mình hơi ngâm thì mình sẽ mặc rất là ok, rất là đẹp. Mấy cái gam màu này dễ mặc mà chị. Toàn là dễ mặc thôi. Màu này mặc sẽ trắng hơn nè. Hai cái màu này mặc sẽ trắng. Rồi cái màu này nữa. Đó. Rất là đẹp. Đây là những cái màu mà cực kỳ dễ mặc luôn á chị ơi. Đó. Nhiều khi xanh xanh đỏ đỏ thì mình hơi khó. Chứ mấy cái gam màu này thì rất là dễ. Mình cứ thử trải nghiệm thử xem sao. Nếu như mình đặt thử một chiếc. Nếu như mà cái gam màu trầm trầm này nè. Đó, cái tông này mình mặc thấy ok thì lần sau mình về mình mua thêm. Rồi, đứng gần chị xem áo em mặc, chị xuyến tròn. Rồi đây chị ơi, đó, cái đầm này thì sẽ là nền vải của nó sẽ màu xanh đậm hơn chút. Lá là màu xanh nhạt chút ha. Hai màu kem kem vàng vàng. Đầm này đầm em may 5 mảnh nha, phía trước là 3 mảnh như vậy nè. Còn phía sau là 2 mảnh. Phía sau là 2 mảnh nha, đó. Rồi, đầm này đầm 5 mảnh nha cả nhà. Dáng đầm thì chữ A, rộng rãi thoải mái. Đó, em bắt nhẹ cái eo cho mình dễ coi ha. Dán chữ A rất là đẹp luôn. Rồi chị nào chưa có thì mình đặt hàng sớm cho em. Cái này là 1404. Cái em đang cầm trên tay là 1404 nha. Còn cái em đang mặc trên người là 1405. Em chốt đơn hàng giá rẻ luôn là 199.000 đồng nha. 1405 là cái đang mặc nha. Em sẽ ghim cái đang mặc phía dưới nha cả nhà. Rồi 1404 là cái này, cái màu đậm. 1405 là cái xanh ngọc. Đồng giá là 199.000 đồng, 40-65 kg mặc vừa. Em mặc này nó sẽ hơi rộng, nó không có ra form. Em sẽ bóc nhẹ nhàng nó một chút xíu. Đó, nó như vậy. Cái giờ về mặt nó sẽ như vậy. Suông chữ A. Suông chữ A như thế này, có hai túi luôn nha cả nhà. Chất liệu vải lụa nha. Co giãn thì nhẹ nhẹ. Co giãn thì nhẹ nhẹ nha. Một lớp hai túi khóa kéo phía sau. 1404 là màu đậm, 1405 là màu xanh ngọc. Đó, 199.000 đồng ha. Bây giờ thêm sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái em đầm khác nữa. Ông ấy đầm nào của em thì mình đặt hàng thật là sớm cả nhà ơi, em tư vấn và chờ hàng chờ size. Bây giờ em sẽ lên cho mình cái em đầm này đi cả nhà ơi. Lên thử cho mình xem. Đây, cái hoa này dễ thương không các chị? Rất là xinh luôn á. Rất là xinh. Cái này 13. Cái này là cái size L đó cả nhà ơi. Cái này mã là 1421. Đó. Rất là đẹp. Mới vừa về hàng thì mấy cái mẫu này mới vừa về nó rất là sang luôn. Để em chuyển mẫu cho mình xem nha. Chị nào mình chưa có cái mẫu đầm nào thì mình đặt hàng sớm, em tư vấn và chờ hàng chờ size cho cả nhà mình luôn. Rồi đây, thay tiếp cho cả nhà mình cùng xem một cái em đầm khác nữa cả nhà ha. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1421 cả nhà, em sale luôn còn
299.000 đồng. 299.000 đồng nha. Chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm luôn. Cái này cái size L nha cả nhà, nó hơi rộng xíu nha. Đó, mà cái này cũng phải bóp eo. Ngày mai em sẽ lấy cái size M mặc nha cả nhà. Ngày mai em sẽ lấy cái size M mặc, còn hôm nay thì em mặc đỡ cái size L này đi. Đầm này thì 299k. Rồi, mẫu của em đang mặc trên người, mã sản phẩm là DA1421 cả nhà ơi. Rồi, muốn rinh hàng sắp về nhà mà không có tiền. Chị Xuyến Trần, rồi từ từ chị ơi, từ từ rồi cũng sẽ có tiền thôi. Bây giờ mình ngắm trước đi đã, mình ngắm mình chấm nó trước đi đã, cái mai mốt ổn ổn cái xong mình rinh về liền, hốt hàng về liền chị. Đơn hàng 600k miễn ship và có quà tặng nha. Rồi, mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1421 nha cả nhà. Đầm đang mặc trên người, mã sản phẩm 1421. Chị khách nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm. Giá sale là 299.000 đồng cả nhà ơi. Đây cái chất ren nha, ren này mềm lắm, ren này rất là mềm, có co giãn nè, mặc thích lắm cả nhà ơi, màu đồng ha. Đó, mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm 1421. Chị khách nào chưa có đầm này đặt hàng sớm cho em 1421 với số điện thoại cho em là ok nha. 299.000 đồng. Nãy giờ gà hết trơn. Rồi 299.000 đồng cả nhà ơi. Chị nào chưa có thì mình đặt hàng sớm này giùm em. Em tư vấn và chờ hàng chờ size cả nhà mình luôn. 299k nha cả nhà. Chuẩn bị em lại thay thêm cho mình mẫu khác. Chuẩn bị em lại thay thêm cho cả nhà mình cùng xem mẫu đầm khác nữa nha. Mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1421, 299k. Tiếp tục thay thêm cho cả nhà mình cùng xem cái em đầm đây. Màu vàng đi. Lên cho mình cái bông màu vàng cho tôi xíu nha cả nhà. Mẫu này là 1358. Đó, chờ em xíu cả nhà ơi. Em thay thêm cho mình mẫu khác nha. Rồi, 43 tuổi mặc, mẫu đang mặc có hợp không chị Xuyến Trần? Dạ đầm mới xếp em làm trung niên đó chị, chứ không phải làm trẻ. Đầm mới xếp em làm trung niên, U30 trở lại mặc hợp và sang nha. Đó, cho là dĩ nhiên mình mặc sẽ rất là đẹp như chị Xuyến Trần. Mình mặc rất là đẹp luôn. Rồi, bây giờ em sẽ lên thêm cho mình cái mẫu đầm này. 1358. Mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là DA1358 nha. Đầm này sale luôn còn 29.000 đồng thôi. Đầm này của lục giá 1405, 199, eo 76, 55kg, ok, chị Hương cao luôn, comment rất là kỹ lưỡng luôn. Em đang mặc trên người, mã sản phẩm 1358 nha. Em sale luôn còn 219.000 đồng. 1358 sale còn 29k. Đó, chị nào chưa có đầm này đặt sớm nha, em tư vấn chưa hàng. 1358 với số điện thoại cho em là ok. Đó, rất là đẹp luôn. Hàng này còn đầy đủ size nha cả nhà, size M, size L, XL với lại HL nha. Rồi, mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1358 nha cả nhà ơi. Giờ đâm đi đâu được, đầm cất trong tủ hả chị? Nhưng giờ chưa mua được. Ok chị yêu mình luôn. Giờ chưa mua được là cứ coi like với em. Cứ coi like, cứ comment nói chuyện. Đó, chị em mình nói chuyện cho vui. Chừng nào mua được thì mình đặt hàng. Dịch không đi đâu được. Em cũng vậy nè chị, dịch em đâu đi đâu được đâu. Dịch không đi đâu được là lâu lâu vậy đó. Cái sạn nằm ra mặt chụp tấm ảnh up Facebook rồi hết. Sạn ra mặt chụp tấm ảnh up Facebook. Đó, rồi hả. Câu like. Câu like thôi. Em đang mặc trên người 1358, 219.000 đồng, đủ size cả nhà ơi, 40-65kg. Em tới đây 84 đủ về, mình sẽ mặc đẹp nha. Đó, co giãn nhẹ. Đó, đầm này lụa mango, nền vải màu đen có phối cho mình hoa màu vàng vàng. Rồi, cổ này cổ lục chét như thế này nha cả nhà. Sale luôn 219.000 đồng. Mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm là DA1358. Bởi vậy mà chị Quốc Thịnh với chị Sơn Thủy mà vô like ảnh em là mệt mỏi luôn. Toàn là ảnh trong nhà không, không đi đâu hết. Tại shop thôi cả nhà. Nhiều khi mặc đồ shop, chụp hình up Facebook luôn. Rồi em đang mặc trên người, mã sản phẩm 1358. Em sale cho cả nhà mình luôn với mức giá chỉ có là 219.000 đồng nha. Rồi bây giờ em sẽ kiếm cho mình thêm cái mẫu đầm khác. Mẫu đầm nào lạ lạ xíu mặc à, đây. Đây, lên cho mình cái màu đỏ rượu này. Rồi. Nhưng bán được hàng cũng mua rồi. Trời ơi. Hên xui đó chị ơi. Cũng hên xui. Rồi, em đang mặc trên người. Không bán được là chết luôn rồi.
đói luôn. Rồi em đang mặc trên người 1358 nha, 219k, 219k nha cả nhà ơi. Rồi đây tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái em làm khác nữa nha. Mẫu này mã sản phẩm là 1406. Tiếp tục mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA 1406 nha. Chị đang chưa có làm đẹp sớm luôn. Cổ vuông nè, tay lỡ lỡ nè, bao eo dáng nằm không chữ A. Cái lòng này á, thì ở trên livestream cái màu nó hơi chói hơn so với bên ngoài cả nhà. Em mặc mấy cái lòng kia nhìn nó đâu có chói dữ đâu không. Cái lòng này hàng nhung á, nó ống ống á. Cái mình mặc lên người cái nó bị chói, to giãn nhiều nè. Cái màu này bên ngoài nó là màu màu đỏ rượu vang đẹp lắm. Màu đỏ rượu đẹp lắm. 1355 còn xe M chị Kim Trần nha. 1355 còn xe M 129k. Chị có mặc vừa xe M không ạ? Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1406. Mẫu em đang mặc trên người 406. Cái đầm này á là có size tới 70kg luôn á cả nhà. 1406 em sale 299.000 đồng. 299.000 đồng cả nhà nha. Xem hết các mẫu rồi. Vừa hả chị? Vừa có việc đặt đi chị ơi. Vừa có việc đặt đi chị Kim Trần. Em còn xem M thôi. Em còn xem M thôi. Rồi à, các chị mua để dành mai mốt đi bù hả chị? Hôm nay dọn tủ thấy hết hồn á. Rồi à, hình như không sót mẫu nào luôn. Em cảm ơn chị Quốc Thịnh nha. Rồi vậy đó là hả, đồng hành bên shop em còn nữa. Đợt sau còn quá trời nhiều mẫu đẹp về luôn. Quá trời nhiều cả nhà ơi. Bản thân em nè, đầm bên shop là đầm trung niên đúng không cả nhà. Nhưng mà lâu lâu ha, lâu lâu mà về đầm á cả nhà. Cái mẫu nào mà em thấy kiểu mê quá cả nhà, phải đẹp quá, phải đẹp quá là kiểu dễ thương quá, là em cũng hốt về nhà để trong tủ em. Bữa em mới dọn tủ thì bữa em cũng mới dọn tủ ở nhà, dọn đồ á, trời em cũng hết hồn luôn. Có những cái mẫu mà xưa vẫn còn có mặt đâu cả nhà ơi, đâu có mặt đâu. Mua về để đó, để dành nhăn ngắm, nhìn. Rồi đây 1355 này cả nhà. 1355 này chị ơi, CM ha, 40-50kg, em 70 đổ về. Thì cái đồng này em sẽ sale cho chị còn 129.000 đồng. Giá cũ là 300, giá cũ 300 nha. Nhiều chị em không bán giá cũ em bán á. Cái mấy chị sợ à, cái đồng này tại sao có 129.000 đồng, sao nó rẻ quá, rồi chất lượng sao. Đó thì cả nhà mình yên tâm, hàng còn tem mạc đầy đủ, chất lượng là khỏi bàn. Đồng này bữa trước em bán 300, nay giảm giá còn 129, tại vì nó chỉ còn size M. Tại vì nó chỉ còn size M thôi, em sale 129. Đó. Rồi, em cảm ơn chị Xuyến Trần nha. Rồi em đang mặc trên người 1406 nha cả nhà ơi. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm 1406 nha. Chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm luôn, 299.000 đồng, dáng đầm chữ A. 40-70kg, eo tối eo tầm 90 độ về thì mình sẽ mặc rất là đẹp nha cả nhà. Đầm này 299.000 đồng, màu đỏ rượu vang, màu ở bên ngoài. Nhiều không mà chữ nhét luôn chị Xuyến Trần. À, mấy chị khách bên em nè, chung một nỗi niềm. Rồi mẫu vậy là hả, mai mốt chắc em bán đầm kèm thêm bán tủ nữa cả nhà ơi. Kèm thêm bán tủ quần áo, móc quần áo. Đó, để các chị mình sẵn tiện mình mua đầm xong không có chỗ để cái mình mua tủ luôn. Cái lại kiếm được thêm một khoản nữa. Rồi bây giờ sẽ thay thêm cho mình xem một cái em đầm khác nữa nha. Lấy cái đầm này đi, xe rẻ 99k. Cái đầm này thì màu trơn quá ha. Thôi lên đầm này cả nhà ơi, lên đầm này xe 99k nha. Rồi chị cũng hơn 100 cái rồi, những ngưỡng mê lắm, em cảm ơn chị yêu mình ạ. Rồi 1406 xe nha, 299k. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái em đầm khác nữa. Ân ý đầm nào của em đặt hàng sớm nha, em tư vấn chưa hàng chưa sai. Rồi bây giờ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem mẫu khác. Em hai tủ rồi đó, sắp cạnh tranh với Xinh shop rồi. Rồi tiếp tục nha, thay thêm cho mình mẫu khác luôn. Đinh thêm cái tủ thì chật nha. Trời ơi, dễ sợ thiệt. Rồi em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1321, em sale luôn 99.000 đồng nha. Rồi ok chị luôn nha, 1355 chị Kim Mộc Lan có đơn hàng chị Kim Trần nè. Một đầm size M nè, 1355 ok luôn nè. Trời ơi cái gì đây. Chị nào chưa có thì mình để lại comment ngay trên livestream cho em. Em tư vấn và chị hàng chờ sai kể như mình luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1321, sale luôn 99.000 đồng.
Rồi 99.000 đồng kể như ơi, mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1321. Chị khách nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em 1321 với số điện thoại em tư vấn chưa hàng chưa size cả nhà ha. Đầm này cổ tròn tay ngắn nè, bao eo nè, dáng đầm ôm suông nè. Đẹp hay các chị? Đó. Rồi xoắn ngay phần eo. Mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1321 cả nhà ơi. Ngày hôm nay em chốt đơn cho các chị mình luôn, còn 99.000 đồng thôi. Rồi chỉ còn có giá tiền là 99.000 đồng thôi cả nhà ơi. Chị nào chưa có đầm này đặt sớm cho em. Một ba hai một kèm số điện thoại cho em nha cả nhà ơi, chút đơn giá rẻ cho cả nhà mình luôn, 99k, 55-68kg mặc được, đầm này mặc rất là mát nha cả nhà ơi, mát mẹ thoải mái, chân váy hai bên có sẽ tà nhẹ đó, chân váy hai bên có sẽ tà nhẹ cho mình, cổ tròn xoắn eo, dáng đầm body suông rất là đẹp, dáng đầm ôm suông chứ không phải body nè cả nhà ơi, nó suông suông xuống. Rồi chốt đơn cho mình luôn, 99.000 đồng, mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1321. Mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm 1321, 99k nha. Bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái em đầm khác nữa. Ông đầm nào đặt hàng luôn cho em nha, cả nhà em tư vấn cho hàng nha. Rồi bây giờ thay thêm cho các chị mình cùng xem cái em Galaxy này đi. Cái em Galaxy này nó size 2X ta. Size 2X rồi cả nhà ơi, nó to dữ rồi. Đây, 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 đây. Ở đây có xe M. Lên cho mình cái Galaxy này coi cả nhà ơi, rất là dễ thương luôn. Rồi mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1321. Đầm đang mặc trên người, mã sản phẩm 1321. Chị nào chưa có làm này đặt sớm, em sale luôn còn 99.000 đồng cả nhà nha. 99.000 đồng, 55-68kg mặc vừa, coi dạng 4 chiều luôn, cọc XL với lại 2XL, eo tối đa 88 độ về nha cả nhà ơi. Đó, bây giờ thì em sẽ tiếp tục chuyển thêm nha cả nhà, mình cùng xem một cái em đầm khác nữa. Ông đầm nào đặt hàng liền cho em nha, em tư vấn chịu hàng luôn. Rồi đây, lên thêm cho mình cái em đầm này, 1372. 1372, đầm này có đủ size đó cả nhà, nhưng mà cái form của nó hơi nhỏ một chút. Rồi đây, màu Galaxy cho cả nhà mình. Tiếp tục mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là DA1372 nha. Chị khách nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em là 1372 với số điện thoại, dáng đầm ôm suông nha cả nhà ơi. Chị nào chưa có thì mình đặt hàng thật là sớm nha, bên em tư vấn và chờ hàng chờ size luôn. Mã số với số điện thoại cho em là ok. Rồi đầm đang mặc trên người, đầm đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1372. Em sẽ có cho cả nhà mình là ba size lận, ba màu lận nha cả nhà. Em có cho mình ba màu lận. Chị khách nào mà mình thích màu xanh xanh như thế này á, mình đặt hàng cho em 1371 nè. Đó, mình thích xanh xanh như vậy mình đặt hàng cho 1371 nè. Cái em đang mặc trên người 1372. Đẹp lắm cả nhà nha, 1371. Rồi. Ủa nó đâu rồi ta? Chờ em xíu cả nhà nha. Chị nào chưa có cái việc đặt hàng sớm nha, em tư vấn chờ hàng luôn. Mã số với số điện thoại cho em, chỗ nó đâu mất tiêu rồi. Chờ em xíu cả nhà ơi. 71 12 13. Rồi 199.000 đồng cả nhà nha, 199.000 đồng. Mẫu mới cho em, mẫu mới giờ hả? Mẫu mới giờ bên em chuyển chuyển qua bên ấy hết trơn rồi chị yêu ơi. Hẹn chị ngày mốt nha. Hẹn chị ngày mốt em live đêm này em mặc cho chị coi nha. Rồi bây giờ nè, cái màu xanh. Mẫu mới ở đây còn cái nào ta? À có cái sườn xám kim tím. Mẫu mới ở đây à có cái hoa vàng. Có cái sườn xám kim tím với cái hoa vàng. Ôi, có cái này nữa. Có cái này nữa chị yêu nha. Ôi da, vướng. Đó, mẫu mới thì có cái này. Cái này thì mấy cái màu như vậy mình đã có nhiều rồi. Ủa cái này vải gì mà nó bóng bóng ta? Mango gông. Mango gông, cái vải này bóng bóng. Đó, mango gông. Rồi. Đó, bây giờ em sẽ mặc cái hoa nhí vàng cho chị Phước Thịnh xem nha. Với lại cái sườn xám kim tím lấp la lấp lánh. Cái sườn xám như mình thấy rồi quá à. Thôi mặc hoa nhí vàng đi ha. Đó. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc cái người 1372 nha cả nhà ơi, 199.000 đồng nha. 1371 sẽ là hoa xanh. 1371 sẽ là hoa xanh. 1372 là mẫu em đang mặc và 1373 là hoa nhí. Đó. Em chốt đơn cho cả nhà mình luôn với mức giá là 199.000 đồng, 40 cho tới là 57 kg, eo tối đa eo tầm 80 đổ về.
40 cho đến 60 cái em, tối đa tầm 80 đổ về. Tại vì những cái em mặt này em mang cái form nó bị nhỏ nha cả nhà. Đợt vừa rồi may toàn là form bị nhỏ thôi, nhưng mà đợt này thì ok lại rồi cả nhà, cho nên cái mình cứ yên tâm ha. 1371, 1372 là mẫu đang mặc, đây là 1373 hoa nhí. Đồng giá thôi 199.000 đồng thôi. Chỉ có giá tiền 199.000 đồng thôi. Chị nào chưa có thì mình đặt hàng sớm cho em. Em tư vấn mà chị hàng chưa sai. Rồi mã số với số điện thoại cho nó ok. Để em mặc thử cái màu vàng vàng cho mình coi thử. Tại cái bông vàng này về em chưa mặc thử luôn. 7 mảnh luôn này cả nhà. Cái đầm này là 7 mảnh luôn đó chứ. Chờ em xíu để nha nha. Thích mẫu đầm nào nhanh tay lên đơn cho em tư vấn và chờ hàng chờ size luôn. Em ơi chị xem sườn xám tím đi em. Sườn xám tím là sườn xám nào ta? Không, em không có về sườn xám tím chị ơi. Cái này sườn xám kim tuyến. Sườn xám kim tuyến nè. Vậy để em mặc xương xương cho chị xem thử nha. Tại vì cái này em chưa có về. Tầm tuần sau á, tầm tuần sau em về em báo. Ok em chị, tầm tuần sau em về em báo nha. Giống như cái này nè, cái em đang mặc trên người nè, tuần sau em về em báo. Còn giờ chưa có về cho em mặc xương xương thử với mình coi trước thôi. Đầm này 7 mảnh nha cả nhà. Phía trước 33 mảnh, phía sau 4 mảnh nha. Có túi không ta? À, có túi luôn này cả nhà. Đầm này nó rất là mềm nha, mềm mặc mát này thoải mái. Xinh quá trời xinh. Xinh quá trời xinh cả nhà ơi. Nhà, đây trời xuất sắc. Không thấy cái mạc đâu cả nhà, rụng cái mạc nó mất tiêu rồi. Rụng cái mạc nó mất tiêu cả nhà ơi. Rất là dễ thương luôn. Đó, cái này là hoa màu vàng ha. Rồi bây giờ em thay thử cho mình cái sườn xám. Cái này là chưa nha cả nhà ơi, tuần sau lên bán. Tuần sau lên bán và mặc trước thôi, chưa bán nha cả nhà. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem mẫu khác. Đó. Mã 14XX nha cả nhà. Chị Quốc Thịnh. Đó, đó cái mạc nó mất tiêu rồi chị Quốc Thịnh ơi. Rớt mạc rồi chị ạ. À. Rồi bây giờ ha. Đây đây cái này là 13XX nè chị Quốc Thịnh ơi. Đây là cái mã 13XX nè chị Quốc Thịnh. Đó nhung kim tuyến sườn xám nha. Sườn xám. Sườn xám đợt sau về nhiều á cả nhà. Em về cho mình chất ren với lại chất nhung gì nè, nhiều á. Em về cho mình ren với nhung mà nhiều lắm nè cả nhà ơi. Đợt sau về sườn xám á. Cái phụ kiện này nè, cái này cũng rời luôn nha. Cái này cũng rời luôn nè cả nhà ơi. Mình để vậy cũng được. Nếu không mình gỡ ra mình phối cái đầm khác cũng được luôn á. Cái này là 13XX nè chị Quốc Thịnh. Rất là đẹp luôn ha. Đó, chất nhung kim tuyến với mình luôn. Dán sườn xám. Chân váy hai bên có xẻ tà như vậy. Đó, rất là đẹp luôn. Xuất sắc cả nhà ơi. Rất là mê luôn ha. Rồi, em mặc màu vàng trắng và xinh. Đúng rồi cả nhà ơi, màu vàng á, lên tông rất là trắng. Với lại màu vàng này cũng màu vàng phớt phớt à, chứ nó không có quá vàng. Đây. Đó, cả nhà thấy không? Cái vàng này vàng tươi nè. Còn cái hồi nãy em mặc lên là vàng nó phớt phớt qua thôi, nó không có quá, không quá vàng. Đó, mặc rất là ok. Rồi cái sườn xám này đẹp không cả nhà ơi, mê không cả nhà ơi. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi đến từ chiều châu luôn. Rồi, rất là đẹp nha cả nhà. Chị Quốc Thịnh có nhiều cái từ mà kiểu em không nghĩ ra được luôn á. Rồi em mặc thêm cái màu nu mẫu mới đẹp. À, cái màu nu mẫu mới quá. Cái này là cái gì à? Mango gong đó chị. Em thấy gì đó rất là mát nha, cái này mát lạnh luôn á. Lạnh rung luôn. Có size á cả nhà ơi, 40-65kg luôn. Đó, thì em sẽ thử mặc lên cho mình xem. Sườn xám này tay còn hay tay con hay sát nách. Thì mình sửa, mình bây giờ sửa tay con sát nách cũng được. Tại vì ví dụ như chị nào bắt tay to thì mình cứ để tay lỡ như vậy mình mặc. Bản thân em nè cả nhà, bản thân em nè, bắt tay em rất là to luôn. Đây, bắt tay em nè, bự tổ chảng luôn đó. Thì em sẽ thích mặc những cái mà có tay. Rồi còn chị nào mà mình thích mặc tay ngắn hay là mình thích mặc sát nách thì dễ, mình về nhà mình sửa lại được luôn ha. Đó, rất là đẹp đó. Thường thường hả em thấy cũng hả người ta cũng mặc sát nách cũng nhiều lắm các chị ơi. Nhưng mà sợ, bên em sợ là ví dụ như may sát nách rồi á, cái mấy chị thích có tay á thì không biết lấy tay đâu ráp vô. Giờ mày có tay chị nào thích sửa sao cũng được hết nha. Rồi bây giờ em sẽ mặc thử cái đầm này đi. Ôi da. Rồi cái này thì thấy nó xinh lắm cả nhà ơi. Em sờ lên thì em thấy cái vải là em mê rồi nè. Em khoái mấy cái vải mà bóng 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 này cả nhà.
Em khoái với cái vải mà bóng 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 như nè, không biết là giá nhiêu, chắc tầm 300 đổ lại. Dễ thương lắm, cái này nó dễ thương xỉu luôn. Cái form như vậy. Ôi sang quá cả nhà ha. Em bóp eo lại cái. Em bóp eo lại cái nha cả nhà. Đó. Trời ơi, nó đẹp. Ôi trắng trắng tươi luôn á cả nhà. Vải này là vải vải này nó gân gân nè, nó gân gân như vậy cả nhà ơi, không biết cả nhà thấy được không ạ? Đó, nó gân gân như vậy nè, mặc lên rất là trắng luôn ha. Và cái nút xinh dễ mang luôn cả nhà, cái nút này nó xinh dễ mang luôn à, dễ thương quá. Bước cái nút ra đem về nhà. Rồi đây rất là đẹp luôn nha cả nhà, dễ thương cực kỳ luôn á. À rồi em sẽ không kịp, em không kịp phải nói tầm nhiêu đây, là eo 70 đổ lại sẽ mặc size M đó. À, rất là đẹp luôn, trời ơi, mê quá cả nhà ơi, mê. Cái mẫu này mặc rất là trắng nha, sang nha cả nhà, mà ghi tiệc là bao đẹp luôn đó, rụng rời luôn đó. Rồi tranh thủ đặt hàng sớm nha, em tư vấn chờ hàng chờ xa cả nhà mình luôn. Bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem mẫu khác nữa nha. Ưng ý đầm nào của em thì mình đặt hàng sớm sớm thì giúp em tư vấn trước đơn nha cả nhà ơi. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái em đầm khác nữa nha. Thay thêm cho cả nhà mình cùng xem cái em đầm này cả nhà ơi. Mẫu này, ui cái này rớt cái mẹt tao mất tiêu rồi cả nhà ơi. Cái mẫu đầm này á, là dáng đầm body cổ cổ trễ nha cả nhà ơi. Đây body rất là đẹp cho cả nhà mình luôn. Cái đầm này chiếu chiếu này, cái đầm này cả nhà mình mà mặc đi tiệc rất là đẹp luôn. Chị nào chưa có tranh thủ đặt hàng sớm mẫu 1386. 1386 là em có hai màu cả nhà ha. 1386 là em có hai màu luôn đó chị. Chờ em xíu nha, em kẹp cái eo. Đây cái mẫu đầm này xuất sắc luôn cả nhà ơi. Em đầm này hiện tại đang được sale ra cả nhà. Cái đầm này là body ha, body kim tuyến. 1386 là em đang có hai màu chị yêu nha. Đây 1386 cái này hoa nhí. Đó, rồi. Sườn xám trong em chưa có về chị yêu nha. Rồi em sẽ có cho mình hai mẫu kiểu này. Đó. 1385 là cái này, còn 1386 là cái này chị yêu ơi. 1385 là cái màu màu như thế này nè. 1385 là màu màu như thế này, còn 1386 là cái hoa nhí. Em sẽ chốt đơn cho cả nhà mình luôn nha. Với mức giá chỉ có 139.000 đồng. Chị nào chưa có thì mình đặt hàng sớm sớm này giùm em. Mã số với số điện thoại cho em tư vấn và chờ hàng chờ sale cả nhà mình luôn nha. Mã số với số điện thoại cho em. Mã số với số điện thoại em tư vấn chốt đơn cả nhà ơi, 139.000 đồng, 139.000 đồng thôi. Đây là 1385 nè chị. Thì cái mẫu đầm này thì em có tới là hai màu, nhưng mà màu nó cũng khác luôn. Đó, rồi có gì mình cứ việc comment nha, bên em tư vấn thêm. Rồi còn bây giờ em mặc trên người cái mẫu này body rất là đẹp cho cả nhà mình luôn. Hàng body này thì cái hàng body này mã chị em quên mất tiêu rồi cả nhà mình chờ em một chút xíu nha. Ủa hồi bữa mình nhớ mình lưu hình. À đây 1356. Đó, đầm em đang mặc trên người 1356 nha. Chị nào chưa có thì mình comment phía dưới cho em 1356 với số điện thoại em tư vấn chưa hàng luôn. Đẹp xuất sắc luôn cả nhà ơi. Rồi mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1356 nha cả nhà ơi. Đây chất Ataxi kim tuyến ánh nhũ. Rồi chất Ataxi kim tuyến ánh nhũ, mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1356. Chị nào chưa có đầm này đặt hàng sớm sale luôn còn 249.000 đồng. Đầm này sale luôn còn 249.000 đồng cả nhà ơi. Chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em tư vấn chưa hàng chờ sai luôn. 1356 với số điện thoại, dồn đơn cho em 600.000 đồng, em miễn phí giao hàng toàn quốc. Ở cái này em tưởng là cái gì chứ, bộ đồ bên trong của em nha cả nhà. Này cái bộ đồ bên trong của em nó cộm lên đó, còn cái nhấn eo ở trên này, em tưởng đâu nhấn eo dưới này chứ. Rồi mẫu em đang mặc trên người 1356, mẫu đang mặc trên người 1356, 249.000 đồng. Đó, rất là đẹp cho cả nhà mình luôn, đúng không nè? 40 cho đến là 65 kg. Đó, eo tối đa thì eo tầm 80 83 đổ về.
em tối đa tầm 83 độ về. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1356 cả nhà ha. Rồi tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái em đầm khác nữa nha. Ưng ý đầm nào của em thì mình đặt hàng thật là sớm, anh em tư vấn và chờ hàng chữa size. Thay thêm cho mình cái em đầm này đi cả nhà ơi. Body có cái nơ, body có cái nơ nè, bữa mấy chị khách đang có rồi nè, 1390. Dễ thương cực kỳ luôn, 1385M dùng được. Ok chị Kim Mộc Lan nha. Rồi, chị được chốt mã áo 132 142375 kg ngày 02 nhưng chưa nhận được. Và chị xuyến tròn. Rồi cho em xin số điện thoại nha để có gì bên em hỗ trợ cho chị ha. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái mẫu khác nữa. Tiếp tục cả nhà ơi. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1390. Rồi mẫu của em đang mặc trên người, cho chị xem lại 1386 chị Trần Thúy. Ok chị Trần Thúy nha. Sau mẫu năm này em mặc lại cho chị xem cái mẫu 1386. Còn bây giờ mẫu của em đang mặc trên người mã sản phẩm 1390. Đầm này thì đó, chất Atashi kim tuyến. Mẫu đang mặc trên người 1390 nha. Chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm, em tư vấn chưa hàng luôn. Mã số với số điện thoại cho em là ok. Chị Quốc Thịnh. Mã số với số điện thoại cho em là ok cả nhà ơi. Đẹp xuất sắc cho mình luôn. Đó, rất là đẹp nha cả nhà ơi. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là DA 1390. Rồi, đầm này thì em sale luôn còn 259.000 đồng. Chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm 1390. Ủa, 1390 giá nhiêu vậy? 199.000 đồng cả nhà ơi. Ủa, giảm giá này người ta. Mã sản phẩm là 1390 nha cả nhà. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm 1390 nha, em sale luôn còn 199.000 đồng cả nhà nha. Đó, báo giá xong cái chị Quốc Thịnh nói chị mới mua xong cái em là giảm giá. Chị Quốc Thịnh này nói chị mới mua xong là em giảm giá à. Rồi em đang mặc trên người mã sản phẩm 1390 cả nhà ơi, em sale luôn 199.000 đồng. Chị nào chưa có đầm này đặt hàng sớm cổ vuông nha. Phía trước có phối cho mình cái nơ. Ôi dạ, rồi phía trước có phối cho cả nhà mình cái nơ nha. Tay ngắn nha cả nhà, bo eo nha, vải rất là mềm nha cả nhà. Rồi chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm, bên em tư vấn và chị hàng chưa sai 1390 với số điện thoại 199.000 đồng ha. Vải mềm mặc rất là thích nha cả nhà. Form dáng đầm mặc lên siêu sang như mình luôn. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là DA 1390 nha cả nhà. Rồi đầm đang mặc trên người mã sản phẩm là 1390. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1390. Chị khách nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em 1390 kèm số điện thoại em tư vấn và chị hàng chờ sai cho các chị mình luôn. Sale rẻ ngay trong livestream ngày hôm nay là 199.000 đồng nha cả nhà. Cái đầm này mới sale vậy. Rồi 199k 40 cho đến 6kg. Em tối đa 85-86 độ về. Đầm này mặc nhẹ nhàng rất là mát nha. Đầm này thì màu bên ngoài là màu đỏ đậm nha cả nhà. Màu bên ngoài màu đỏ đậm nha. Trên livestream thì màu nhìn nó hơi tươi. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1390 cả nhà yêu nha. Bây giờ thì em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái em đầm khác nữa. Ưng ý đầm nào của em thì mình đặt hàng thật là sớm, bên em tư vấn và chị hàng chờ sai luôn. Mã số với số điện thoại cho em là đồ cả nhà ha. Theo sai chị. Theo sai như mọi lần thì rộng rãi. Rồi ok chị luôn. Đó, vải co giãn. Đúng rồi chị, vải đó co giãn mặc thoải mái. Nhưng mà lấy 2X đi cho ok. 42 chị 1423 hết hàng hả chị? Rồi ok. Rồi em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1386 cả nhà nha. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm 1386 này chị ơi. Đầm này hôm nay em sẽ sale luôn nha, còn 139.000 đồng. Chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em là 1386. Các chị mình đặt hàng đừng quên chia sẻ livestream giúp em nha. 3 lần lên tường vào nhóm. Ui lộn rồi lộn. Rồi mẫu đang mặc trên người 1386 cả nhà. Em còn size M với L thôi à. Em còn size M với L thôi à cả nhà ơi. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1386. Chị khách nào chưa có đầm này đặt hàng sớm cổ thuyền nha cả nhà ơi. Thích mặc cổ thuyền để cổ thuyền như vậy. Nếu không thì mình chỉnh thành cái cổ bẹt vai cũng được luôn. Đó, chỉnh thành cổ bẹt vai cũng được nha cả nhà ơi. Tay phồng phồng cho mình dễ thương ha. Đó, dáng đầm xuông đuôi cá. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1386, 139.000 đồng. Chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm, bên em tư vấn và chờ hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn. Mã số với số điện thoại cho em là ok luôn cả nhà ơi.
rất là đẹp luôn, xuất sắc. Mẫu đang mặc trên người mãn sản phẩm là 1386, 139.000 đồng. Rồi 139.000 đồng cả nhà ơi. Chị nào chưa có năm này của em thì mình đặt hàng sớm nha. Rồi, không có sai sao rồi. Rồi, nhanh tay đặt hàng sớm nha. 1386 còn ML. Đầm đang mặc trên người mãn sản phẩm 1386 nha, còn ML. Chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em 1386 với số điện thoại. Em tư vấn và chờ hàng chờ sale cả nhà mình luôn. Rồi, tranh thủ lên cả nhà ơi. Ui, sao sao bên này không thấy ta. Rồi. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1386 kể nhớ. Chị nào chưa có đầm này đặt hàng sớm cho em 1386 với số điện thoại. Đó, cái cổ nè, chất liệu vải cát nha. Đó, đầm này về nhà mình thấy ok thì mình cứ để về mình mặc. Còn nếu như thấy hơi mỏng thì mình mặc thêm một bộ đồ bên trong dùm em. Đầm này thì em đang sale còn 139.000 đồng thôi. Mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm là đeo 1386 nha. Rồi, 1386 1386 em sale luôn. Còn 139k 40-55kg 140. Rồi chị nào chưa có đầm này đặt hàng sớm cho em tư vấn và chờ hàng chờ size luôn nha. Đẹp xuất sắc luôn cả nhà ơi. Đó, rất là đẹp luôn ha. 135. Rồi, cố gắng đặt hàng thật là sớm cho em tư vấn và chờ hàng chờ size cả nhà ơi. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là DA 1386 nha cả nhà. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm 1386. Đầm tiếng qua môn là 299 chị yêu nha. Cái đầm này mã sản phẩm là 1392. Đầm này mã sản phẩm 1392. Giá tiền sale trong live ngày hôm nay là 299.000 đồng. Chị nào đặt hàng comment phía dưới cho em 1392 với số điện thoại cho em nha cả nhà ơi. Rất là đẹp cho mình luôn. Đó. Ra mẫu năm nay cũng đã khép lại bài livestream này rồi nha cả nhà ơi. Em cảm ơn các chị mình rất là nhiều khi mà cả nhà mình đã theo dõi livestream của em từ đầu live cho tới bây giờ luôn ạ. Cảm ơn các chị mình rất là nhiều. Chúc cả nhà mình có một buổi tối thật là vui vẻ nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại cả nhà mình ạ.